em với con vợ em thôi nhau rồi là ba năm mấy nay là em không quen ai hết. Dạ, ly hôn bao lâu rồi anh? Ở nhau tầm gần năm. Có mấy con rồi? Em chưa có con. Năm 26 tuổi em cũng có kết hôn, cũng có mấy tháng là ly hôn rồi. Là tại vì ở miền Tây hay có vụ mai mối. Mai mối không có yêu trước, chỉ tìm hiểu một khoảng thời gian ngắn thôi. Thì sau đó kết hôn với nhau thì anh chê em là không có nói chuyện được ngọt ngào. Là cái điểm của em á là kiểu em cũng đúng là em rất là tự lập từ nhỏ, nhưng mà kiểu em đi làm á, em làm đủ thứ công chuyện hết, nhưng mà vấn đề kiểu đảm đang việc nhà đó, đi kiếm cái nội trợ đó thì em không được giỏi lắm. Anh muốn cái nếu mà anh nói kết hôn anh nhà anh có mặt tiền ra buôn bán mà em không giỏi buôn bán á thì anh thấy sao? Cái phần đó anh hỗ trợ em được mà. Nhưng mà em không giỏi buôn bán. Anh hỗ trợ em. Nhưng mà anh là tài xế taxi mà. Anh là tài xế taxi là hiện giờ thôi. Nếu mà anh với em về một đội với nhau á, trong khi đó em mới qua đất của anh thì nó vậy, lạ nước lạ cái. Anh sẽ hỗ trợ em, anh sẽ bán xe taxi. Em băn khoăn tại vì em là một người phụ nữ, em thích tự lập, em muốn có dựa vào người đàn ông nhiều lắm á. Kiểu em muốn có công việc của em riêng á, cho nên là em hồi nãy sao không nói? Tức nghĩa em nói tự lập, anh sẽ cho em tự lập, anh đã hỗ trợ em thôi. Royal, đẳng cấp, sang trọng và an toàn. Em tên là Nguyễn Thành Ngọc, đang sống ở Ô Môn. Ô Môn, Cần Thơ. Cần Thơ á. À, mà em làm việc ở Cần Thơ, nghề nghiệp chính của em là lái xe taxi. Rồi em ở Cần Thơ với ai? Em đi về với bà ngoại. Còn ba mẹ đâu? Ba mẹ em ở đây, hiện ở Dĩ An luôn. Vậy là em ở Cần Thơ có một mình thôi, rồi với bà ngoại thôi. Dạ. Ba mẹ làm ở Bình Dương làm gì? Mẹ em làm bên khoa sản, ba em thì ở nhà nội trợ với làm tự do. Đó là lý lịch trích ngang của nhà trai đó. Mời nhà gái. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh ạ, chị Ngọc Lan. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Tú. Năm nay em 34 tuổi, quê của em ở Đồng Tháp. Hiện em đang làm việc sinh sống ở Bình Dương ạ. Công việc của em là công nhân may của công ty ba lô túi sách ạ. Em ở Bình Dương là em ở với ai? Dạ, em ở với gia đình ạ. Em ở nhà trọ thôi ạ. Bình Dương là ở đâu em? Dạ, em Bình Dương, em ở thành phố Thuận An ạ. Bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm đi em trai. Khuyết điểm của em thì nói chung ra thì em sợ con gái khóc lắm. Em sợ con gái khóc lắm. Ưu điểm em thì nói chung ra thì mạnh mẽ, anh cũng biết rồi. Thanh niên mà, làm gì cũng được. Quan trọng là nấu ăn không ngon thôi. Không sao, biết nấu là được rồi. Rồi, mời nhà gái. Dạ, ưu điểm của em là em rất là tự lập. Trong công việc cuộc sống thì em rất là nhanh nhẹn. Em thì tính cách thì cũng vui vẻ lạc quan lắm. Khuyết điểm của em thì em khá là nóng tính. Mà em nói chuyện thì không có được ngọt ngào. Đó là em thì không có được đảm đang trong việc nội trợ nữa. Em nghe anh ấy nói là anh ấy không có được giỏi nấu ăn. Không sao, hai bạn về nhà thì về ăn cơm tiệm luôn á. Ăn cơm tiệm. Dạ, nói chung nấu ăn thì em nấu được, mà những điều mấy cái món đơn giản thôi. Tại vì thanh niên mà anh đi làm kiếm tiền rồi về, chủ yếu là đơn giản là được. Đường tình duyên của em sao? Nói chung ra thì cũng gặp nhiều trắc trở. Nhiều trắc trở. Sao tự nhiên tới khúc này cái nó lặng dữ vậy? Dạ, có đường tình duyên bắt đầu không à? Sao vậy anh? Nếu mà mối tình thì em nhiều lắm. Dạ. Còn bây giờ qua thời gian là em với con vợ em thôi nhau rồi, là 3 năm mấy nay là em không quen ai hết. Dạ, ly hôn bao lâu rồi anh? Ở nhau tầm gần năm. Có con chưa rồi. Anh? Em chưa có con. Nhưng mà sao ly dị nhanh vậy anh? Thì nói chung ra thì lúc em cưới vợ á là em lớn hơn vợ em tới 12 tuổi rồi. Thì hai đứa nói chung ra thì có một cái ý khác nhau. Vậy đâu có gì đâu khó kể. Thì đúng rồi, nó chỉ đơn giản. Tại tự nhiên thấy anh lặng quá. Chắc cũng sợ kể về mấy mối tình nữa. Rồi chào em gái. Đường tình duyên bên kia, tình yêu thì lúc trẻ thì cũng có khá khá chút. Còn em sao? Năm 26 tuổi em cũng có kết hôn, cũng có mấy tháng là ly hôn rồi. Là tại vì ở miền Tây hay có vụ mai mối. Mai mối không có yêu trước, chỉ tìm hiểu một khoảng thời gian ngắn thôi. Thì sau đó kết hôn với nhau thì anh chê em là không có nói chuyện được ngọt ngào. Không có hợp tính, phần là do cái môi trường sống ở nhà chồng nữa. Sau đó thì chia tay. Thì em năm nay cũng em 34 tuổi thì cũng được 8 năm rồi. Thì em cũng có tìm hiểu một vài người, nhưng mà nó không có hợp tính đó. Rồi bây giờ em trai, em muốn tìm một người yêu thương như thế nào? Nói chung ra thì cũng hỏi ý kiến mẹ rồi, khỏi làm dâu cũng được. Quan trọng hai đứa sống hòa thuận với nhau rồi để làm ăn, rồi chăm sóc bà ngoại, rồi chia sẻ với nhau những niềm vui và nỗi buồn. Rồi bây giờ tôi hỏi nè, giờ lấy vợ về bắt buộc phải về Cần Thơ sống với bà ngoại đúng không? Dạ. Lấy chồng là phải về Ô Môn. Dạ. Cần Thơ đó, em thấy sao? Em chỉ muốn hỏi anh là
Tại vì nếu mà hai vợ chồng có nếu mà có kết hôn á thì ảnh kêu em về ở chung với gia đình của ảnh, thì không biết là có làm cái gì hay là chỉ ở nhà nội trợ thôi ạ. Công việc của em á, hiện giờ em chạy taxi. Dạ. Thu nhập của em trừ chi phí tất cả các thứ á, em có khoảng là 13-14 triệu thôi. Nhà của em hiện giờ với là có mặt tiền luôn. Ừ. Bạn nữ bên đó là công nhân hay là em không biết, ừ, đúng không? Nhưng điều nếu mà về đổi của em á, em sẽ cho bạn nữ đó học một cái nghề. Ừ. Và hay là mua bán gì đó nếu mà vợ em thích. Ở mặt tiền luôn đúng không? Dạ. Đó, cái này được đó. Em đã hiểu. Rồi, đã hiểu. Dạ. Còn em? Em thì muốn một cái người yêu của em, người chồng của em là em thích người mà vui tính, ừ, có khiếu hài hước lắm. Những người đàn ông mà họ có trách nhiệm và có biết quan tâm chăm sóc. Anh này anh nãy thấy nói chuyện cũng em vui thấy, lắm á. Em cũng thích những người mà vui tính lắm. Ừ. Rồi, ok. Em hỏi một câu thay cho bạn gái nè, anh có khó không? Không. Không. Em cảm giác anh hơi khó. Không, tại vì quá trình thời gian mà thôi vợ lâu rồi em chấm vô cuộc sống á. Với lại ông trời cho được cái găng cái tóc giữa con người. Em mất cái răng nên em mặc cảm giết rồi em đâm ra bên lạnh giá luôn. Mất cái răng cây lạnh giá luôn. Nhà gái đi với ai cưng? Dạ em đi với em gái ruột của em hả? Dạ con xin chào chú Hoài Linh với lại chị Ngọc Lan và tất cả mọi người trong trường quay ạ. Thì con thấy anh này cũng vui tính, chững chạc. Chị con thì cũng tự lập từ nhỏ rồi. Hai người mà thấy hợp nhau á thì hãy bấm nút rồi cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Dạ. Rồi cảm ơn nhà gái. Rồi nhà trai đi với ai? Em thì hiện em đi với mẹ của em đang ngồi ở dưới là mợ bạn của mẹ em là quê ở Đồng Tháp luôn đó, ngay Lai Dung Long Hậu. Mình là mẹ của Ngọc. Nhưng mà để mình nhận xét về cô này, chị rất là dễ. Ngọc nó cũng rất là dễ mà hiền từ nữa. Nhà thì mặt tiền sống với bà ngoại, con mà thích nhau thì tự tìm hiểu. Có thể cô có thể giúp vốn để mà ra mua bán một cái gì đó. Ví dụ chồng đâu thì phải vợ đó. Mỗi người mỗi nơi không có được. Tại vì tụi con là đã lớn tuổi hết rồi. Nếu mà con nói tránh con hơi cọc cằn á, thì cô nói là con nên nhẹ nhàng. Vì Ngọc nó rất là hiền. Mà trước kia nó cũng có một lần, nhưng mà quá dữ, quá chịu không nổi, thành ra mới cho đứt đoạn đó. Còn cô thì ở trên này, cô đi làm, ít có về này lắm. Thành ra chỉ cần một người ở trong nhà, rồi mua bán làm ăn gì đó, rồi chăm sóc chồng con, thì thôi có bao nhiêu lời đó thôi. Dạ, cảm ơn nhà trai. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cho đôi trẻ gặp nhau. Mở rào. Bắt đầu đi Ngọc. Nhân ngày đầu tiên anh gặp em, anh cũng có bó hoa nhỏ nhỏ để tặng em. Em cảm ơn anh nha. Dạ. Em cũng có cái chậu cây tặng cho anh. Rồi, anh cũng cảm ơn em nhiều. Dạ. Đó, hai bạn trò chuyện với nhau đi nào, nãy giờ. Như hồi nãy giờ là trao đổi rồi đúng không? Mẹ anh thì cũng chấm em, thấy em dễ thương. Thì bây giờ anh cũng muốn hỏi em là quê em Đồng Tháp là ở thuộc huyện nào, tỉnh nào hay là thành phố nào bên Đồng Tháp? Em ở tỉnh Đồng Tháp, còn em ở thành phố Hồng Ngự. Dạ, em muốn hỏi anh là lúc nãy anh của em có nghe anh nói là khi mà ví dụ mình có kết hôn á, thì về sống chung với ngoại. Thì lúc nãy em cũng có nói là cái khuyết điểm của em á là kiểu em cũng lúc nãy em rất là tự lập từ nhỏ, nhưng mà kiểu em đi làm đủ thứ công chuyện hết, nhưng mà vấn đề kiểu đảm đang việc nhà đó, kiểu như nội trợ đó, thì em không được giỏi lắm. Anh muốn cái nếu mà anh nói kết hôn anh, nhà anh có mặt tiền ra buôn bán mà em không giỏi buôn bán á, thì anh thấy sao? Cái phần đó anh hỗ trợ em được mà. Nhưng mà em không giỏi buôn bán. Anh hỗ trợ em. Nhưng mà anh là tài xế taxi mà. Anh là tài xế taxi là hiện giờ thôi. Nếu mà anh với em về một đội với nhau á, trong khi đó em mới qua đất của anh, thì nó gì em lạ nước lạ cái. Anh sẽ hỗ trợ em, anh sẽ bán xe taxi. Trời ơi, đó là nghề của anh mà. Em cũng tại vì em thì em cũng hơi tự cái khuyết điểm của em nó cũng như vậy đó, cho nên là khi em nói thì em cũng hơi phân vân. Anh thì rất đơn giản thôi, còn cái tánh cọc cằn của em từ từ sẽ sửa lại, thì nói chung nó hoàn thiện hơn, tốt hơn. Bên kia không phải là cọc cằn, ta không giỏi không nói ngọt ngào thôi, ngọt ngào chứ không có cọc, chứ không có cọc, không có cọc cằn nha. Nói chung mà nếu mà về đội em rồi không ngọt em cũng phải cho ngọt. À đó, hay bạn lĩnh gì đó nè em gái, đây nói được đó. Ngọc nói là nếu như em về đó, Ngọc sẽ hỗ trợ mua bán kinh doanh gì đó, nhà mặt tiền ngay chợ rất là tốt nha em. Không nhập mỹ phẩm của chị Lan về bán nè. Hiện giờ á, mình tự cho cơ hội với nhau á, thì Bình Dương đối với Cần Thơ á, thì nói chung ra là xa cũng không xa mà gần không gần, quan trọng là cái tâm của anh thôi.
thì anh chạy taxi mà anh có khách ở lên Sài Gòn cũng thường xuyên lắm. Thì từ đó ra Bình Dương chỉ có 40 cây số thôi, anh bỏ thời gian ra hàng tiếng chia sớt những niềm vui và nỗi buồn với em, ăn uống nè, cà phê cà pháo hay là cái gì cho nó xả chết chút xíu là anh về. Hầu như là một tuần có thể là anh lên 3 lần hay là 5 lần, ví dụ tại anh chạy taxi. Còn mà nếu mà thời gian mà không có khách á thì anh sẽ lên thăm em 1 tuần 1 lần. Dạ yeah. Em cũng hơi ngại ký là yêu xa, nhưng mà nếu mà tại vì anh là tài xế taxi mà, vì cái phương tiện thì anh đã chủ động được rồi. Em thì em cũng muốn mong muốn là mình tìm hiểu nhau thì có hợp tính với nhau. Ok. Dạ yeah. Người phụ nữ đảm đang á thì khi về nhà chồng thì họ hay tự tin, nhưng mà em không có đảm đang cho nên em không có tự tin về vấn đề đó, cũng hơi đắng cắn vụ đó thôi. Lấn cấn cái gì? Tôi thấy không có gì. Anh nói cho em yên tâm luôn nè, tại em gắn cắn là gắn cắn trong khi hai đứa mình biết nhau trong phần hẹn hò này. Đúng rồi. Thì mong á là mình sẽ trao đổi nhau nhiều hơn khi mà mình tự cho cơ hội với nhau nhiều hơn. Ông bên đây không có tự tin cái răng, cô kia không tự tin về cái chuyện lo nội trợ. Bây giờ Ngọc hát tặng cho. Nếu mà hát ha, tú một bài đi. Dạ. Nếu mà hát á thì bây giờ nếu mà mình về một đội á, dạ, anh sẽ hát cho mình, tặng cho một khúc thôi ha, dạ, của ca sĩ Akira Phan. Bài hát được mang tên là Điều Ước Giản Đơn. Nhưng lúc em buồn, anh đến bên cạnh, muốn cho em bờ vai. Lúc em buồn, anh tự trách mình chẳng che chở được em. Nhưng lúc em cười, anh thấy yêu đời, bóng thương em nhiều hơn. Thôi em xin hát. Ảnh rung quá, đang phê luôn. Ảnh rung quá. Còn Tú hát bài gì tặng Ngọc em, đi. Em hát một đoạn thôi, trong cái bài Thao Thức Vì Anh. Anh ơi suốt đêm thao thức vì anh, vì lời giá từ lúc anh ra về, rằng mai đây anh lại đến, ước gì trong cuộc đời là mình luôn luôn có đôi. Anh ơi nhớ thương thương nhớ cả đêm, làm sao quên được phút giây êm đềm, thầm mong sao cho trời sáng đúng giờ mình hẹn hò, là đời quên hết sầu lo. Để tay đây, nôn quá rồi. Anh nôn quá hả? Rồi nếu thích chúng ta bấm luôn, cảm giác đúng đây là người của chúng ta, bấm luôn. 1, 2, 3. Nhà gái có bấm không ạ? Không, cũng không có bấm. Tú còn băn khoăn điều gì? Em băn khoăn tại vì em là một phụ nữ, em thích tự lập, em không có dựa vào người đàn ông nhiều lắm á. Kiểu em muốn có công việc của em riêng á, cho nên là em... Hồi nãy sao không nói? Tức nghĩa em nói tự lập, anh sẽ cho em tự lập, anh đã hỗ trợ em thôi. Tú ơi! Đúng không? Nãy giờ anh với tư cách một người làm mai, làm mối hơn chục năm nay rồi, anh thấy Ngọc rất là được luôn đó em. Ngọc là người tốt đó nha. Đây là những phần quà dành cho các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bếp điện từ Toshiba IC20S3BV, điều khiển cảm ứng trực tiếp, thiết kế chống thấm hoàn hảo, tặng nồi lẩu inox cao cấp 2 lớp, mâm nhịp cao cấp, hiệu suất cao, chịu lực 150kg, chịu nhiệt 600 độ C, bếp điện từ Toshiba 20S3BV phù hợp với mọi gian bếp. Chương trình gửi tặng các bạn một phần quà, đó là cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal với kiểu dáng 3/4 đầu, đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt với thiết kế kính âm độc đáo, giúp các bạn an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng, chắn mưa, che khói bụi và ẩn vào trong khi không cần thiết. M139 an toàn, thời trang, tiện lợi cho tất cả mọi người. Rất tiếc là ngày hôm nay chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau.
Nhưng đừng lo, chương trình cũng sẽ dành tặng các bạn một phần quà là gói Ruby để trải nghiệm miễn phí nhiều tính năng hấp dẫn của ứng dụng Speak Couple. Ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối duyên dáng nữa nhé. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được nửa mảnh ghép của mình. Dạ, em cảm ơn chương trình. Dạ, em cảm ơn chương trình. Chúc Ngọc thành công nha. Dạ. Cháu Hiền. Dạ. Có những điểm chấp nhận. Dạ. Vô. Dạ. Vô. Dạ. Vô rồi. Nói gì bác đi, nói đi. Dạ, con cảm ơn bác nhiều. Con hứa gì với bác sao vừa nữa về con chăm sóc con bác sao, hứa luôn đi. Dạ, con hứa với bác là nửa về con chăm sóc tốt cho. Hứa với bác là con không ăn cặn nữa đi. Con sẽ cố gắng ăn nhanh. Mình đi học Diệp, giáo viên mầm non. Ồ, giáo viên mầm non. Dạ, em năm nay 30 ạ. Diệp quê ở đâu? Dạ, em sinh sống ở Sài Gòn, quê em ở An Hữu ạ. An Hữu Cái Bè, Tiền Giang đúng không bạn? Dạ. Vậy là cùng quê Linh đó hả? Sát bên, cách nhau khoảng 100 cây số. Diệp 30 tuổi, giáo viên mầm non. Rồi bạn bao nhiêu tuổi? Dạ, em tên là Nguyễn Quốc Thành, 31 tuổi. Em đến từ thành phố Hồ Chí Minh, quận Bình Tân. Quê ở đâu? Sa Đéc ạ. Em làm nghề gì? Dạ, em làm lễ tân nhà hàng. Để hỏi cái nghề cô giáo mầm non này xí, em làm nghề này lâu chưa? Dạ, em làm được 9 năm ạ. Bây giờ ví dụ như tới giờ rồi cho ăn, có những trẻ nó không chịu ăn rồi mình phải đút đúng không? Biến ăn. Dạ. Rồi những đứa béo phì rồi này kia nữa thì lúc đó mình làm sao? Mang mình ăn. Trước khi bé không ăn được á thì cô hát một bài hát cho bé nghe rồi động viên cho bé ăn được. Cái này hay à. Hay à, hát bài hát gì hát thử ơi. Bên kia có một bé bị béo phì nha. Anh hát sao mà cho bé nó đừng uống sữa nữa giùm chị bé đi. Bé không ăn, bé không ăn, hát cho bé. Rồi rồi. Anh dạ anh xin phép hát à. Có chú heo con ụt ịt kêu hoài. Anh suốt ngày phình lú cái bùm ghè. Ôi chú heo sao mà làm biến thay. Khuya suốt ngày đừng có ham ăn hụt ịt ịt ịt. Rồi đủ rồi, nghe đủ rồi. Trời ơi, 30 tuổi mà nghe cái giọng thiết. Sao em cảm nhận thế nào? Dạ em thấy bạn nữ bên đó rất là dễ thương. Hỏi Diệp nè, Diệp bạn thấy bản thân mình có những cái ưu điểm gì, những khuyết điểm gì? Em khuyết điểm là em còn nhát lắm. Em tiếp xúc với bạn trai ít. Hồi đó giờ mình có mối tình nào chưa? Dạ chưa, em thường em còn nhỏ em đi học á em có quan tâm. Rồi đến khi em học ngành mầm non thì nơi đó toàn là nữ không. Cho nên là đến giờ em chưa có một bóng vắt vai. Chưa có một cái mối tình nào vắt vai hết trơn á. Dạ. Trời ơi dễ tội nghiệp quá giờ sao ta. Có ai hung bạn chưa? Vậy là có rồi nè. Dạ chưa. Chưa, người ta chưa có mối tình nào vắt vai hết trơn. Biết đâu có chàng trai nào hung thiệt rồi sao. Vậy bữa nay hung nha. Hôm nay tạo điều kiện. Thôi em mắc cỡ lắm. Thấy chưa? Bên đây là sao xuyến rồi đó. Bên đây nè, bên kia người ta chưa có mối tình dắt dài. Bên đây sao? Có mối tình là chưa? Dạ, em cũng được hai mối tình. Mối tình đầu tiên thì tụi em đi yêu đơn phương thôi ạ. Mối tình kế tiếp thì bạn gái chê em không có biết cách nói chuyện á. Gặp bạn gái không biết nói sao. Trời ơi, bên đây nhát, gặp bên đó nhát nữa rồi. Giờ hồi rồi ai tấn công ai đây? Rồi, đừng nghĩ cho cách tấn công nha. Thôi được rồi, bây giờ bạn muốn tìm người yêu thế nào? Người yêu của em là phải dễ thương. Dễ thương? Dạ. Bao dễ thương luôn. Trời, chứ thật thà. Thật thà bên kia thật lắm. Ta dạ. Nó không hùng, ta nó không hùng. Không? Rồi gì nữa? Dạ, biết nội trợ. Với lại phải trung thủy nè. Trung thủy? Dạ. Được. Còn gì nữa không? Dạ, em nhiêu đó được ạ. Diệp có đặt ra mình muốn tìm một người đàn ông như thế nào không? Em mong anh ấy là người chân thật, tốt bụng, có trách nhiệm với gia đình, có lối sống thật thà, chất phát. Dạ bên, thôi. Bên đây bao luôn. Có điểm gì mình không thích ở người đàn ông không? Dạ, em không thích người đàn ông vô trách nhiệm, lăng nhăng. Còn về ngoại hình? Anh ấy là người khỏe mạnh, có thể bảo vệ được em. Chà, cái vụ khỏe mạnh này cũng mệt rồi nha. Khỏe không? Không nghi ông này. Dạ, yếu quá. Dạ, có điện từ. Khỏe không? Dạ, cũng khỏe chút chút. Mạnh không? Dạ, cũng không có chút chút ạ. Phải tự tin mạnh, khỏe. Dạ mạnh. Cũng được, hợp được. Với cô giáo đấy. Cái điều gì mình không thích người phụ nữ? Dạ, điều mà em không thích người phụ nữ á là lăng nhăng, người với hay cầu nhào. Bản thân mình có cái tật xấu gì không? Dạ, tật xấu rồi cũng có ạ. Như ăn cơm chậm. Trời ơi, ăn cơm chậm là sao? Bữa cơm em cũng khoảng 45 phút ạ. Là sao? Trời đất ơi. Do mình vào đút vô rồi mình ngậm hay sao? Mày sẽ giống con gái tôi quá trời. Em ăn thì rất kỹ, em nhai kỹ lắm. Để tôi hỏi coi có ăn cách nào không? Sao sao em? Ăn tô cơm 45 phút đó, rồi em có cách nào để khắc phục không?
Em nghĩ ăn kỹ no lâu, có thể là đồ ăn của anh đó đang ăn ngon cho nên anh đó muốn thưởng thức. Trời ơi, thưởng thức thưởng gì? Trời ơi, mày giống ăn cặm con tôi lắm rồi. Hôm nay mình đi có ai người thân mình đi theo không? Dạ có, dạ có mẹ của em và bạn. Hai ơi. Bà chào bác ạ. À. Nhà mình có hối thúc dịp lập gia đình chưa bác? Dạ bị ở nhà rất là cưng chiều, bởi vì có hai đứa con, một trai, một gái và bà bé Diệp là út đó. Cho nên kiểm soát về vấn đề mà đi làm đến nơi thì về mới đến chốn nên tới bây giờ nó. Trời ơi, cô kiểm mà bác kiểm soát hoài vậy rồi chừng nào Diệp mới lấy chồng được. Dạ. Bây giờ còn kiểm soát không? Bây giờ đến lúc là phải đốc thúc Diệp tìm ý trung nhân rồi. Dạ. Dạ, bác muốn con rể tương lai làm sao bác? Thì thông qua chương trình bạn muốn hẹn hò thì thấy cháu hiền. Dạ. Có những điểm chấp nhận. Dạ. Vô. Dạ. Vô. Vô rồi. Nói gì với bác đi, nói đi. Dạ con cảm ơn bác nhiều. Con hứa gì với bác sao vừa nửa về con chăm sóc con bác sao hứa luôn đi. Dạ con hứa với bác là nửa về con chăm sóc tốt cho. Hứa với bác là con không ăn cặm nữa đi. Con sẽ cố gắng ăn thật nhanh. Bây giờ tặng má vợ tương lai một bài nữa thôi. Dạ con xin hát tặng bác gái một bài. Dạ. Bài gì? Dạ tình anh bán chiếu ạ. À. Rồi vô. Dạ. Hò chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm, công anh cực lắm mưa nắng dãi dầu, chiếu này anh chẳng bán đâu tìm em không gặp. Hò tìm em không gặp anh gối đầu mỗi đêm. Vô. Vô, được rồi, được rồi. Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh ngã bảy, sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Ủa, một hơi luôn nha. Cửa giường cô đã khóa kín từ năm nào, tôi vác đôi chiếu bông từ dưới ghe lên sớm rầy, chiếc áo nhộm bùn đã lấm tấm giọt mồ hôi. Nhà của cô sao trước vắng tanh, trong gió lạnh chiều đông bỗng có ai dạo lên tiếng nguyệt cầm, như gieo vào lòng tôi một nỗi buồn thê thảm. Thôi buồn quá bỏ đi. Bỏ quá. Bà bây giờ giọng hát của sao? À, bữa nay em đến chương trình em dạ, đi với dạ. Mẹ với mợ tư em. Có mẹ nữa trời ngon rồi. Chào dạ cô. Chào em xin Quyền Linh này. Em xin Cát Tường. Dạ. Bây giờ cô thấy tình hình sao? Tình hình thì thấy hai đứa nó cũng hợp nhau. Cô có nói gì với bên xuôi tương lai không? Hôm nay mình nói luôn đi cô. Dạ. Thấy được á con thấy dạ. Hợp. Thôi giờ mình làm xuôi nha chị. Hai bà xuôi ôm nhau cái. Wow. Cảm ơn, cảm ơn. Rồi xong. Qua coi xong mới được luôn. Trời ơi, khỏe re dạ, luôn rồi. Chào anh. Chào cô giáo. Dạ. Bữa nay tôi nó thuận lợi, tôi vô cùng luôn. Sẵn có người lớn đây nè ha. Thế được rồi đó. Được. Rồi bây giờ cho đôi trẻ gặp nhau đi. Chứ ổn rồi, đôi trẻ gặp nhau đi. Cha rồi. Mẹ là ổn hết trơn rồi đó. Quan trọng là đôi trẻ chịu hay không thôi. Còn người lớn chịu hết rồi đó. Kéo màn lên. Rồi quay qua. Dạ. Đến với chương trình anh cũng có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Em thấy anh như thế nào? Dạ em thấy anh chân thật, người đàng hoàng. Cảm ơn em. Cái yêu cầu em nãy giờ nói thì anh cũng làm được. Chút nữa anh mời em đi đi sở thú chơi ha. Trời ơi. Chơi gì trong sở thú? Vô sở thú chi? Ngày đầu tiên gặp gỡ đi vô sở thú. Mẹ cho phép con với ảnh đi không ạ? À cho đi rồi. Dạ. Nhưng mà vì sở thú tiền vé ai mua? Dạ em mua. Hả? Dạ em. Có anh với Tường đi nữa nha. Dạ. Nếu như mà em đồng ý hẹn hò cùng anh thì khoảng bao lâu mình có thể đi đến hôn nhân? Em nghĩ trong vòng một năm ạ. Anh nghĩ thời gian cũng hợp lý với anh. Yeah. Anh thấy em như vậy, anh có muốn làm quen với em không? Anh thấy em thì người rất dễ thương, với cũng xinh đẹp nữa. Anh cũng vui lắm.
Thôi bây giờ mình nói một câu gì đó nó tình thật là tình cảm, tỏ tình với bạn trai gái nói câu gì đi. Anh chung thủy em suốt cuộc đời gì đó. Anh hứa với em là sau này anh sẽ lo em suốt đời. Dạ. Muốn nói gì nữa không? Em muốn nói câu gì cho anh không? Em hứa với anh là em sẽ cố gắng chăm sóc cho anh và gia đình. Được rồi, quá dễ thương rồi. Rồi thôi. Chuẩn bị. Suy nghĩ nha. Cặp này không bấm nút là tôi bấm đó nha. Một. Hai. Ba. Bấm. Quá. Nắm tay cho, nắm tay coi. Nắm tay xin, có ba mẹ, có mẹ đây rồi, sao nắm tay nắm chặt đưa ra phía trước cho người ta thấy đi. Chặt vô, nắm chặt vô, đó. Thấy sao? Trời xứng đôi quá ha. Hả? Ấm không? Dạ ấm mềm. Giờ hung nụ hôn đầu đời nè. Chưa có được từng hung bao giờ. Hả? Đó, má vỗ tay luôn rồi kìa. Má vỗ tay. Thấy đi. Đó. Không giống hửi không? Không lâu lâu, cảm chút không lại, không lâu lâu cái coi cảm giác sao nè. Sao em? Cảm giác hay sao em? Nhà mắc cỡ. Thích không? Nhà thích à. Mắc cỡ mà dễ thương quá. Với phụ nữ gà lăng rất là pha lây. Nhưng nếu như chồng em ga lăng với nhiều phụ nữ em thích không? Đúng, đó, cái đó mới là vấn đề đó em. Dạ, cái gì nó cũng phải có một cái mức độ vừa phải nhất định. Sao nè, em nghe những cái tâm sự của bạn thấy sao nè? Dạ, em cũng là người giống vậy, không giống vậy. Nhưng mà em không giống Trịnh Thế Vinh. Em tên là Nguyễn Đặng Hồng Thư. Năm nay em 26 tuổi, hiện em là nhân viên văn phòng ở Long An gần với Bình Chánh. Em ở Tiền Giang ạ. Quê Tiền Giang làm ở Long An đúng không? Dạ. Xin mời bạn trai. Em tên là Phan Hữu Nghĩa. Em đang sống tại quận 7. Quê gốc của em là ở Tiền Giang. Em hiện tại đang làm kỹ sư bên điện lạnh. Quê Tiền Giang là bạn ở huyện nào? Dạ em ở huyện Gò Công Đông. Bạn gái là huyện nào? Dạ em ở Cái Bè ạ. Khoảng vài chục cây số. Em có đi Cái Bè rồi, trái cây nhiều lắm. Có chợ nổi Cái Bè nha, dạ. Rất là đẹp luôn. Em, cái điểm mạnh của em là cái gì? Theo em tự thấy điểm mạnh của em là em có một cái tính độc lập. Nên mọi việc là em có thể tự mình hoàn tất. Nên cái đó cũng là một cái điểm yếu nhỏ của mình. Tại khi mà con gái mà cái gì cũng phải tự làm thì không có cần sự giúp đỡ của con trai. Hơi càm ràm. Nhiều lúc đang mệt càm ràm thì cũng mệt lắm. Rồi bạn trai, ưu điểm khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là em có đi bộ đội á, thì em mới phát hiện ra cái ưu điểm của em là em làm cái việc gì nó cũng muốn cho nó xong hết. Ví như là em, ví dụ như em bơm nước đi thì phải đầy mà tràn cái máy ra em mới chịu, chứ nếu mà đầy chưa có tràn là em không chịu nữa. Làm việc gì phải cho nó xong việc đó em mới nghỉ. Em không có nhậu nhẹt hút thuốc gì hết, hầu hết em đi công trường. Thường thường mấy anh đi công trường thì lại nhậu, nhưng mà em thì lại ít nhậu. Tốt. Và với lại em cũng biết nấu ăn nữa. Giỏi luôn. Nấu nhiều món không? Dạ nhiều, nhưng mà nó không có ngon thôi. Để biết nấu rồi còn ngon, dạ. Không tính sao. Khuyết điểm của em là em đi xe ngoài đường, em chạy xe cũng khá nhanh. Em chạy ngoài thành phố em chạy xe nhanh dữ lắm. Không, cái này không được, cái này phải khắc phục. Buổi tối em về, em làm việc về em hay lên Facebook chơi. Kiểu mình không có đăng Facebook nhưng mình thích lên trên đó mình xem, mà mình mất quá nhiều thời gian vô cái Facebook. Tức là nghiện Facebook đúng không? Dạ. Facebook đôi khi nó cũng có thuận lợi cho mình. Mình đã tìm hiểu về tất cả mọi thứ, nó cũng hay lắm em. Dạ. Đừng có nhiều chuyện quá thôi. Em thấy cũng hay. Thôi anh like dạo nhiều lắm. Em có nghiện Facebook giống như bạn Nam không? Dạ cái này cũng có. Tại vì hiện tại em sống một mình rồi, làm việc về thì hầu hết thời gian thì ngoài mạng xã hội thì cũng không có việc làm gì. Em có một cái sở thích là em thích đọc truyện ngôn tình. Mọi người nghĩ là đọc truyện ngôn tình thì sẽ mơ mộng hão huyền, nhưng mà em khi đọc truyện ngôn tình em rút ra được cái nhiều cái bài học cho mình. Sống lúc nào mình cũng phải lạc quan, thực tế nhưng không thực dụng. Tiền là vạn năng, nhưng không tiền thì vạn vạn bất năng. Bạn gái cho tôi biết đường tình duyên thế nào? Dạ, tính tới bây giờ thì em chưa có một mối tình nào cụ thể. Nó chỉ là những mối tình chớm qua rồi thôi. Dạ. Mối tình đó có đi đến một cái nụ hôn đầu đời không? Dạ không ạ. Còn bạn trai? Em cũng có một hai mối tình. Cái khoảng cách với lại cái thời gian xa nhau lâu quá, nên là anh có nhập ngũ 2 năm á, thì cái khoảng thời gian đó thì nó xa đúng không? Dạ, xa mà cách lòng. Sở thích của bạn là gì kìa bạn trai? Em rất là thích chơi mấy cái trò cảm giác mạnh. Dạ, cảm giác càng mạnh em càng thích. Em chơi nhiều lần nữa, em chơi chừng nào hết sợ rồi thôi. Hay vậy? Dạ. Cái trò nào mà có lộn đầu lộn ấy đâu đó rồi em thì thích. Ơi. Em có thích chơi ba trò đó không? Mấy trò cảm giác mạnh thì em chơi được, cũng thích chơi. Em
Thật sự em không sợ cái thứ gì hết. Vậy đó hả? Em ví dụ em chơi những trò gì rồi lộn đầu lộn cổ không? Dạ có, tàu lượn siêu tốc hay là mấy cái trò mà đưa lên cao rồi thảy xuống, chuyện đó em vẫn chơi được. Vậy hai đứa hợp đó, về lộn đầu nhau đi. Hai trẻ nó hợp với nhau quá. Cái hình mẫu lý tưởng của em á, trước tiên em mong muốn ảnh có một cái công việc ổn định, có ý chí cầu tiến, vui vẻ, nhiệt tình. Quan trọng là tính cách là phải chân thành. Em thích cái kiểu người chủ động với em một chút, chứ không kiểu như mà em hỏi người ta một ý gì đó, người ta chỉ trả lời em như vậy là, như vậy là mình khó nói chuyện với nhau tiếp tục á. Em cũng thích vậy luôn. Thích vậy luôn á hả? Dạ, tại vì em cũng có tiếp xúc với mấy bạn nữ á. Thì cái mình nhắn tin á, nó bị hay bị rơi vô ngõ cục. Ví dụ như mình hỏi mà mình cứ một phía hỏi xong là một phía khai thác, còn một phía mà không có khai thác á, nó cục hứng đúng không? Cục hứng luôn. Em thích một người con trai như thế nào? Em cũng thích cao ráo, vui vẻ, nhiệt tình, chân thành với nhau và nói chuyện hợp gu với nhau. Anh là thấy anh cũng chân thành đó, nhưng mà cao thì không cao rồi. Anh không. Vậy để coi anh cao hơn em hay không? Cao về nhiều thứ chứ không phải cao về hình thể. Bây giờ em có hình mẫu lý tưởng nào không em gái? Trong showbiz thì em thích anh Trương Thế Vinh. Cao quá. Cao, nhưng mà quan trọng là cách mà ảnh đối xử với phái nữ, đối xử với mọi người xung quanh là em rất thích. Ảnh rất là ga lăng với phụ nữ. Ga lăng. Rất là flirty. Nhưng nếu em... như chồng em ga lăng với nhiều phụ nữ em thích không? Đúng, đó, cái đó mới là vấn đề đó em. Dạ, cái gì nó cũng phải có một cái mức độ vừa phải nhất định. Sao nè, em nghe những cái tâm sự của bạn thấy sao nè? Dạ, em cũng là người giống 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 vậy. Không giống vậy. Nhưng mà em không giống Trương Thế Vinh. Em thì không có biết nói mấy cái lời hoa mỹ như mấy người, nhưng mà em nghĩ là nếu mà tiếp xúc với em dài lâu thì chắc cũng được. Người thân của bạn gái là ai vậy? Dạ hôm nay em đi cùng em gái em ạ. Dạ em chào gái. Anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân ạ. Em tên là Thúy, em là em thứ tư của chị ba. Thật ra chị ba em là người rất là tình cảm. Quan điểm cá nhân em thì em thấy cũng hợp với chị ba. Rồi cảm ơn em. Em đi với ai em? Dạ hôm nay em đi với mẹ, với anh trai, hai chị gái và bạn. Chào chị Hồng Vân, dạ. Chú Quyền Linh và bên nhà họ nhà gái. Tôi là mẹ của Nghĩa. Cháu gái bên đây cũng xinh. Được, cũng hợp với Nghĩa. Bây giờ thì hai bạn trẻ đã nghe lời góp ý hai bên rồi. Mình đã nói chuyện qua cái hàng rào rồi. Bây giờ mình gặp mặt coi sao nha. Mở rào. Không gian này là của Nghĩa đó nha. Bắt đầu đi em. Tặng em món quà. Cảm ơn em ạ. Dạ, em mong muốn là mình sẽ tìm hiểu rõ tính cách để em tặng anh một món quà anh thích nhất. Ừ, anh cái gì cũng thích á. Ai tặng gì là anh thích à? Anh dễ lắm. Nên có là... ai cho gì anh cũng lấy không? Không, ví dụ như người nào tặng thì mình lấy. Còn nếu mình thấy cái món quà đó mà nó không trúng với cái... Ví dụ như nó ảnh hưởng tới một cái gì đó thì mình sẽ không lấy. Con trai yêu bằng mắt, gái bằng lỗ tai mà. Cho nên là... cái cảm nhận đầu tiên của anh á thì thấy em cũng dễ thương, cho nên là anh rất là thích. Vì cái cách nói chuyện thì em nói chuyện cũng nhẹ nhàng, dễ chịu, anh cũng thích luôn. Dạ cảm ơn anh ạ. Em thấy anh sao? Trước tiên là sơ mi trắng thư sinh cũng rất là đẹp trai. Thực tế là không phải anh không thích mặc cái áo này đâu. Anh trai nhưng mà anh thích màu hồng hơn. Anh cảm giác là anh tự tin khi mặc áo màu hồng hơn. Dạ em có nghe nói là thường á thì con trai không có thích mặc áo màu hồng, mà thường là con trai thích mặc áo màu hồng thì không thích con gái. Anh thích con gái chứ, anh đảm bảo luôn. Tại vì anh đi học á, anh đi học một cái lớp đó thì có cái anh thầy đó, anh nói là mày là gái, tại vì các bạn cái mình ảnh nhìn thấy cái thể hiện ở bên ngoài của mình, anh nói mình là con gái. Có một bạn nữ ở trong lớp luôn nhắn tin riêng với anh nói là anh cứ sống đúng với cái giới tính của anh đi. Nhưng mà thế là không, anh cũng nói luôn với bạn đó là anh là con gái luôn, cho bạn đó nói hoài luôn cũng được, kiểu chán thì thôi chứ mình không cãi. Nhưng mà anh đảm bảo là anh là con trai. Với có một cái nữa là tại vì ở trên sân khấu á, cho nên là anh không có ngồi dựa. Nhưng mà anh đi làm á, anh có một cái thói quen nó không giống với mấy bạn trai khác xíu, nghĩa là anh sẽ ngồi cái kiểu như của con gái á. Anh tại vì cái hành động này là do cái cảm giác mà mình thoải mái, anh cảm giác thoải mái với cái hành động đó, anh dễ làm việc hơn. Thì em cứ ngồi đi, em cứ sống đúng với những cái gì mà em thích. Ngồi đúng giới tính của mình đi.
cái lúc em dựa thì em mới ngồi như vậy. Còn nếu mà em ngồi em thẳng lưng ngồi thế này thì em sẽ ngồi bình thường. Em cứ ngồi giống anh nè. Em nghĩ là cái quần áo nó cũng không quan trọng mấy, quan trọng là do cái tính cách của mình thôi. Chính mình xác. Thích cái màu gì. Em giống anh. Nhiều khi mình thích màu hồng thì cái tính cách của mình nó lại mềm mại hơn, nó đối xử với người khác nó không có cứng nhắc. Đúng. Em tự đánh giá em là em nói chuyện không có ngọt ngào, em không có cầu từ gì hay ho hết á. Nhưng mà anh tặng em là anh tặng sô cô la thì em cứ ăn thử đi, thì nếu mà thì nó có ngọt đi chăng nữa thì nó em cảm giác thì nó còn không ngọt bằng anh đâu. Nếu mà em tiếp xúc nhiều với anh. Vậy mà ông nói em không biết nói. Lại nói thì nó không có, nó cứng thôi, nhưng mà trong người anh thì nó lại ngọt. Trời đất ơi, sao ông chưa biết nói mà ông vậy đó. Mà ông nói rồi luôn. Không biết sao nữa. Nếu như bạn gái nói giờ anh chứng minh cho em thấy anh đúng là man đi, em sẽ làm gì? Em còn không biết em làm gì nữa mà anh đứng đây ngồi em run quá. Em lên sân khấu em bị khớp, em bị run. Tụi em muốn phát triển kinh tế gia đình thế nào nếu hai đứa lấy nhau? Và quan điểm về sinh con trai con gái thế nào? Rồi tiền bạc, kinh tế ai giữ luôn? Nếu mà vợ chồng thì cả hai cùng đi làm. Dạ, nên thì nó vậy thì nó cái kinh tế của mình sẽ nó sẽ tốt hơn, nó sẽ có điều kiện hơn để nuôi dạy con cái hơn là một người đi làm và một người ở nhà. Dạ, cái đó cũng hợp với ý em, là tại vì khi mỗi người mình đi làm á, kinh tế thứ nhất ổn định, thứ hai là mỗi người có một cái không gian hoạt động nhất định thì mọi người sẽ có thoải mái tinh thần hơn với nhau nữa. Em hỏi bạn gái đi, giờ cái cảm xúc của em sao rồi, cái phần cứng của anh được chưa? Anh chuyển qua phần mềm. Em với anh cũng khá là gần sống với nhau rồi. Kinh nghiệm của tụi anh á là quen bạn chỉ cần nhìn ba mẹ anh chị của bạn đã hiểu về bạn rồi. Bây giờ coi cái điện của họ có chạm nhau được hay không. Bây giờ hai bạn có thể tiến tới tạo cơ hội nắm tay với nhau đó. Để cái, từ nói chuyện cho tới cảm xúc luôn. Đó. Có hợp không mọi người? Bây giờ các bạn có 30 giây để nhìn thẳng vào mắt nhau, để cảm nhận từ cái bàn tay với bàn tay, ánh mắt chạm ánh mắt nha. Nhìn đi. Bốn mắt nhìn nhau, muốn trào. Cho em hỏi là anh nắm tay bao nhiêu người rồi? Anh không biết nữa, con trai gái luôn em. Chắc cũng vài người. Em không biết nói gì hết á, nên em nói trước rồi là em không có nói nhiều được. Đã nghĩ được một cái câu là con gái là yêu bằng lỗ tai rồi mà không chịu tìm lời, tìm từ để đúng nói. Đúng rồi. Mình nắm tay nhau mình cảm giác cái bàn tay nó thế nào? Bàn tay của anh hơi lạnh. Em cũng thấy lạnh. Hai đứa lạnh hết. Tại vì trường quay mới lạnh quá. Đây nè, tôi cũng lạnh. Tôi lạnh. Nhắm mắt lại và kiểm tra lại con tim mình lần cuối. Duyên là do trời định, phận là do người tạo, còn hạnh phúc là do tự mình nắm bắt. Thì anh hãy suy nghĩ. 3 2 và 1. Chúc mừng. Nắm tay nhau đi. Hãy đến với cái nụ hôn đầu tiên. Em thấy nóng rồi. Nó phải thấy nóng rồi đó, thấy chưa? Không lạnh như nãy nữa. Không phải hôn bằng cả trái tim của mình đó nha. Bắt đầu. Em 10 năm nhọc nhằn chiếu trong tim ta chót vong thân, ta chót vong ân, mang tôi hoa niên làm kiếm phong trần. Hay mà. Dạ, em nói em đâu có nói em hát dở đâu, mà tại vì em nói em hay hát là mình muốn hát hay là mình phải tập luyện lên để mình mới hát hay được. Mà nhiều khi người ta ra đường nó nói thằng này nó bị khùng. Giờ em hát bài gì bá đạo cho chị Tường nghe coi coi. Chị muốn hát em chế lại khúc sau nghe cho nó bá đạo chứ. Em tên Lâm Tấn Khương, em nghề nghiệp em là kỹ sư xây dựng cầu đường. Dạ em 30 tuổi. Hiện nay em đang học cao học. Nhà ở đâu? Dạ em ở Bạc Liêu. Hiện tại bây giờ ở đâu? Hiện tại là em đang ở Sài Gòn chị. Rồi. Dạ em xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh và bạn bên đó. Em tên là Tuyết Minh, em 26 tuổi, hiện em đang làm nhân viên xét nghiệm. Xét nghiệm gì? Em xét nghiệm trong bệnh viện á chị. Mình làm việc ở đó lâu chưa? Dạ em làm được 3 năm rồi chị. Quê mình ở đâu bạn? Quê em ở Đồng Nai nhưng mà hiện em đang sống và làm việc thành phố Hồ Chí Minh. Bạn có thể giới thiệu một chút xíu về mình, điểm mạnh và điểm yếu của bạn. Điểm mạnh của em là biết nấu ăn, không mít ướt, vui vẻ với lại là đúng giờ. Còn điểm yếu của em là nóng tính. Mấy sao em thấy em bình thường mà mọi người nói em dữ. Với lại là em đi chợ, em hay để quên đồ ngoài chợ. Cái này lạ. Hôm bữa em đi chợ em để quên cái bịch thịt ở ngoài chợ.
Cái xong em về nhà em thấy mình để quên rồi, em suy nghĩ là không biết mình nên lấy không ta. Cái suy nghĩ cái quyết định em định đi ra chợ đi tìm. Cái em gặp cái chú mà nãy mua rau, em hỏi chú có thấy bịch rau của con không? Trời ơi, có bịch rau mà cũng để quên. Ủa vậy để quên bịch thịt hay quên bịch rau? Quên bịch thịt. Quên bịch thịt sao ra đi kiếm bịch rau? Nói chung là em để quên bịch thịt. Ờ. Trời ơi trời. Nghe cái câu chuyện để quên đó, bạn trai có cảm giác gì? Ủa anh chồng tôi đâu? Dạ cái đấy chắc không dám quên đâu anh. Không dám quên đúng không? Dạ. Đấy bạn bạn nữ vừa trải lòng mình một chút xíu về tinh thần của bạn ấy. Còn bạn? À em chắc cho em nói về cái sở thích của em đi. Rồi. Em thì có cái sở thích cũng hơi lạ. Em hay thích đọc mấy cái mà chuyện cười có tính chất và kiểu mà hại não với bá đạo anh. ví dụ. Vậy em ví dụ em đố chị một câu ha. Con trai có cái gì quý nhất chị? Hại não quá. Cái tim. Dạ thì có thể là cũng đúng, nhưng mà cái đó là mình nghĩ theo cái cách thông thường, còn mình nghĩ theo hướng bá đạo mình trả lời vậy thì nó không có gọi là bá đạo. À thôi tôi biết rồi. Cái gì vậy? Hỏi lắc léo, hỏi đố nữa. Con gì? Con trai. Con trai có Ngọc. Ờ đó là chị. Ai biểu nghĩ vậy chị hay. Đúng là bá đạo. Đố cho anh á, con gái có gì quý nhất? Đó, trả lời bá đạo đi. Cái này em nghĩ chưa ra chị ơi, để hôm nào nghĩ ra đi em nhắn tin em trả lời chị. Rồi vậy đi. Thôi bây giờ điểm yếu điểm mạnh của bạn, đừng nói điểm mạnh là đố người ta nha. À, dạ không, chắc em nói điểm yếu của em chút xíu. À em hay hát. Hay hát là điểm yếu hả? Dạ tại vì nhiều khi á mà em hát cái dạng như là gặng ngồi cũng hát nghêu ngao, nhiều khi đang ra đường chạy xe cũng hát nữa chị. Nhiều khi á đi tới đèn đỏ dừng cái ta quay qua nó nhánh. Thằng này miệng nó nhép nó bị não hay gì á. Làm thử cái coi, con biết cái mức độ tới cỡ nào. Thử hả chị? Ờ đúng rồi. Chắc em cho em đứng lên cho có nội lực. Rồi, đúng không? Đúng rồi. Em dấu yêu ơi, anh đang quay về 10 năm xa vắng. Anh sẽ đưa em đi tìm một giấc mơ đời. 10 năm đợi chờ phải không em? 10 năm nhọc nhằn chiếu trong tim ta chót vong thân, ta chót vong ân, mang tôi hoa niên làm kiếm phong trần. Hát hay mà. Dạ, em nói em đâu có nói em hát dở đâu, mà tại vì em nói em hay hát là mình muốn hát hay là mình phải tập luyện lên để mình mới hát hay được. Mà nhiều khi người ta ra đường nó nói thằng này nó bị khùng. Giờ em hát bài gì bá đạo cho chị Tường chứ nghe coi coi. Ủa chị muốn hát em chế lại khúc sau nghe cho rồi, nó bá đạo chứ. Bá đạo nha. Anh sẽ đưa em đi về nhà anh em nhé. Anh sẽ yêu em, thương em chân thành và đến suốt đời. Còn chi ngại ngùng nữa em ơi, còn chi giận hờn nữa em ơi. Em hãy tin anh, em hãy theo anh, ta bấm nút nhanh cùng nắm tay về. Câu cuối cũng được, cũng có bá đạo. Cái này cũng cô gái dữ lắm nè. Có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ cũng sơ sơ vài mối chị. Vài mối. Với cái mục rùi này với khả năng ca hát bá đạo vậy, sao tại sao phải cần nhờ tới các Tường với Quyền Linh? Dạ thì cái gì nó cũng có nguyên nhân nó chị. Một tán gái hay lắm hả? Dạ không, tán có gái chiêu... hay thì ế sao ngồi có đây. Có chiêu gì không? Dạ không chị. Chiêu sao được chị, tại vì mỗi người tính cách khác nhau, nếu chị có chiêu gì xài chung được vậy thì nó giết cũng biết kiếp, nó bán nó lấy tiền vào chết. Cần cái gì nhất ở người phụ nữ? Ngoại hình có quan trọng không? Thì em cũng muốn có ngoại hình là cao một chút. Tại vì mấy chị nhà em cũng tương đối cao cao, không cộng hơn 1m6 không à. Nếu mà lỡ như mà em lấy cái bạn nữ về hơi thấp quá thì nhiều khi tội nghiệp cho bạn ấy. Tôi chỉ hỏi thích cái gì tôi đâu có cần lý giải đâu, mà mỗi lần hỏi một câu lý giải dài dữ vậy. Dạ. Một hồi 2 phút nói chuyện làm ơn để cho người ta nói vậy đó. Khó ghê luôn. Hỏi người ta trả lời là không có. Nè. Bữa nay tôi làm mai nha. Ơi chê tôi là chết không? À nói chung là cũng chăm sự nhờ chị. Qua bên kia nói tiếp em chút. Nghe không? Nãy giờ ngồi đây cũng nghe rồi. Em lanh quá chị. Ờ anh lanh quá. Anh thấy em lanh rồi không? Còn hơn em. Em lanh không? Thì hơi hơi. Đó nãy giờ do chị đè bên kia không cho bên kia nói. Đúng rồi. Bây giờ cho bên nữ nói nè. Rồi đó. hai người nói đi. Rồi không, hai không. Nãy giờ em nói rồi tới bạn. Rồi. Ờ nãy mình nói hát, bây giờ em hát lại đi. Điều nhục nhã của em là hát á chị. Tại vì trước khi em tham gia chương trình này á là mọi người trong cơ quan có tập với em rồi. Ờ vậy dạ. Được. Không chứ em chưa kể hết. Tập xong á cái em hát giọng cổ rồi hát còn nhạc buồn á, cái họ cười chảy nước mắt, họ kêu em đừng có hát, hát là bạn nam anh bển đi về. Nói chuyện bà anh đâu, hát đi. Dạ vậy cho em hát em nhắm mắt nha chị. Ờ cũng được. Tại vì em thấy người ta cười em hát không được. Em hát bài chị ông nâu nâu nâu. Nghe cái tựa là người ta cười rồi đó. Nói trước em hát dở nha, nên mọi người đừng có bất ngờ.
Chị ông nâu 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 nâu, chị bay đi đâu đi đâu, chú gà trống mới gây, ông mặt trời mới dậy, mà trên những cành hoa em đã thấy chị bay. Dạ hết rồi. Nãy anh nói quá, bây giờ em nói lại đi. Trời, lao giật anh mình nha, chào em. Hay mà. Thiệt không anh? Thiệt, nít nó khoái lắm á. Em không thích gì ở người đàn ông? Ghét nhất là đàn ông keo kiệt. Nãy quên hỏi vụ này. Chút anh nhớ lại là nhìn lượm thởm anh. Không, mà đây lịch sự lắm. Đã gì nữa, không thích gì nữa. Bao đó hả? Vô đó thôi nha. Dạ, còn em thích tiêu chuẩn của em á là người đàn ông cao 1m65 trở lên. Rồi. Khuôn mặt chữ điền, hàm răng trắng đều. Thôi, hàm răng đều được rồi, khỏi cần trắng. Mà này cũng lành cho ớn luôn à. Thôi, bây giờ nè, hỏi người nhà em có đi theo không? Dạ, em có cái anh bạn đi theo. Sao anh bạn? Thấy cô mình nói thế nào? Dạ, bạn bên này thì rất là xinh, rất là hợp với bạn của em. Ý hỏi mình bình thường nó nhiều vậy hả? Dạ không, bình thường thì do là tính của bạn này cởi mở cho nên rất là thân thiện, chứ không có nói nhiều. Hôm nay lên chắc vui. À, nay em có đi với ai không? Dạ, em đi với nguyên đội ế. Nguyên một đội ế? Đâu rồi. Dạ, bốn bạn nữ xinh xắn. Dạ, chào anh Huyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào đội ế. Thế là sao? Đầu tiên là ảnh hài, bạn em cũng hài dữ lắm anh. Cái một rồi anh có ý kiến gì không? Chắc ba em phải đi xóa quá chị. Không anh, đừng xóa anh. Nốt rùi đó tài vận tốt. Em thích coi bói lắm. Trời ơi, rồi em coi quẻ, em coi quẻ cho hai người này. Quẻ bạn. Con ngày tháng nào được coi em báo luôn. Coi quẻ này được không? Theo em coi bói năm 2019 kết hôn được. Đẹp. Rồi, cảm ơn bạn. Kéo màn lên. Hai bạn sẽ có 2 phút để gặp nhau. Nào. Chuẩn bị tinh thần. Hai người quay mặt nhìn nhau. Chào em. Chào anh. À, đầu tiên anh có món quà tặng cho em. Dạ, em cảm ơn anh. Ghét ai một rùi bự hơn một rùi tôi lắm nha, thiệt sự luôn. À, anh thì tính anh thì anh nói nhiều vậy thôi, thật sự anh là rất là nghiêm túc, thành ra trong chuyện tình yêu anh cũng rất là nghiêm túc. Còn em, quan điểm tình yêu em như thế nào? Em theo em quan niệm về tình yêu là sự chung thủy, tôn trọng và chia sẻ. Đúng rồi, anh rất là thích hai người phải chia sẻ và chủ động lẫn nhau chứ. Ủa, anh học chừng nào xong? Chừng nào đám cưới? Dạ, em đang làm luận văn chị. Em bây giờ thì chỉ cần kiếm được cô dâu thôi, nhà ba mẹ rất là ok rồi. Tại thì anh chưa có làm ra được nhiều tiền. Tiền đó thì tất cả là của cha mẹ hết. Em làm mấy đó cũng có tiền mà sao em nói em chưa có giữa ba mẹ là sao? Chừng mình gọi là làm thì có tiền, mình cũng phải xài, mình cũng phải sống ăn với chị. Với lại bản thân mình đang là thanh niên, nó độc thân thì nói chung mình xài tiền thì nó cũng hơi thoáng một chút. Bây giờ giá tiền tháng mà có 10 triệu bạn dám mua cái điện thoại 8 triệu tặng cho bạn gái không? Dạ không chị. Chứ điện thoại nhiều mua? Em không có cái khái niệm là mua mà tự nhiên mà tặng. Thì tại vì đơn giản là khi mà mình tặng quà cho bạn á, thì phải có là một cái ý nghĩa gì đó hoặc là một cái gì đó chứ tự nhiên mà tự nhiên nói à anh mới lãnh lương anh mua tặng cho em cái điện thoại. Cần gì phải lý do, trời, lý do do mình tự tạo ra chứ. Sinh nhật tặng, 8 tháng 3 tặng, thiếu gì cơ hội. À, thì ý em nói là vậy, phải có một cái cơ hội mới tặng được chứ tự nhiên chị nói hay là em cứ lãnh lương xong là đem đi tặng. Ủa sao nãy giờ cứ truy bên tôi hoài vậy? Đừng lo em, không sao chứ. Tưởng á. Em nói gì đi em, để người ta nói chị mai mối mà chị khó tính quá. Em thấy anh nói nhiều. Như nói hay liếm môi anh, em không thích con trai mà nói liếm môi. Ủa liếm môi là sao? Không, bình thường anh không có, tại hồi nãy giờ anh bị khát nước thôi. Không, em không thích cái điểm nào, ví dụ như lúc mà chị Tường hỏi anh đó là có tặng được không thì anh có thể nói tặng người máu anh kiếm cái dịp nào tặng chứ nói không làm sốc đúng không? Ừ đúng rồi. Hơi bị sốc. Đúng rồi. Tại vì em đã nói ban đầu em không thích con trai mà tính toán kỹ. Chết rồi sao khóc vậy? Không chị, em mắt em nó bị ấy. Sao vậy? Bị đau mắt. Chết rồi. Được rồi. Bị đau mắt thôi. Thôi tôi ngồi về ghế, tôi kiểm điểm bản thân là mới được. Khóc hả anh? Không phải, anh bị đau mắt chứ tự nhiên. Có làm gì đâu, tự nhiên anh khóc em. Nói chuyện với em mà khóc làm như là anh đang coi phim ấy. Đúng rồi. Sao chị? Đâu sao đâu. Nói cảm động khóc luôn. Hình như em có băn khoăn điều gì thì phải. Nha. Chắc cái điều tặng cái điện thoại với anh. Anh nói vậy. Không phải. Đúng, anh không nghĩ là em băn khoăn điều đó đâu. Tại vì em có khả năng mua được cái điện thoại đó anh. Em không băn khoăn đâu. Thôi cảm giác gì chúng ta sẽ biết sau một vài phút nữa. Chúng ta sẽ suy nghĩ thật kỹ nha các bạn. Tình yêu chân thành sẽ xuất phát ngay từ bây giờ hay có thể là bạn, các bạn tự suy nghĩ và quyết định trong vòng 3 tiếng đếm. 3 2 Hãy thật sáng suốt để nhấn nút và không nhấn nút. Bắt đầu. Hết thời gian. Bạn có bấm không?
Bạn có bấm hả? Nó lên kìa. Một chút hoảng hốt, một chút lo lắng khi mà màu đỏ nó không hiện lên đúng không? Băn khoăn cái điều gì bây giờ mình có thể nói thật luôn? Dạ em băn khoăn về tính cách anh đó, không biết có hợp với em không nữa. Tại em tưởng tượng người trầm tính, ít nói, hiền hiền á. Bạn trai, bạn hiện giờ cảm giác như thế nào? Mình nắm tay nhau, cái đi mình đã đóng hẹn hò, mình nắm tay nhau lấy cảm xúc, lấy tinh thần. Thì nói chung thì... chia sẻ thật nha. Dạ, khi mà lên đây thì gặp một bạn nữ xinh thế này thì lúc người nào cũng phải là xa xuyến trong lòng. Với lại mà bạn này làm bên y em cũng rất là thích. Tại vì nhà em cũng có nhiều người hay bị bệnh. Bạn này bạn dữ lắm đó nha. Dạ không sao. Em nhìn... cái chuyện đó là em chấp nhận. Bạn sẽ quản lý em luôn đó. Dạ. Mình... quản thúc em luôn á. Mình biết anh. Hả? Anh biết hay gì? Anh biết sao không biết? Hiểu không? Dạ, đó là chuyện. Con thích ở người bạn gái là không biết bảo vệ chính kiến tình yêu của mình á. Ví dụ như mà đang yêu nhau mà có người này người kia nói cái nghe lời người khác, cái nghi ngờ này kia thì em không thích. Mình phải có chính kiến riêng của mình. Mình em phải cảm nhận. Em có tính gia trưởng không? Dạ không, em rất là thoải mái. Thấy cái tướng em ngồi thấy có vẻ giống như kiểu như ông hội đồng đang xét xử hay kiểu như đang ngồi nói chuyện thấy nó. Không? Dạ không, em ngồi vậy em thấy thoải mái hơn. Ờ vậy thôi dạ. Em cứ thoải mái đi, cứ thoải mái. À khép vô lại vậy là thoải mái đó, phải không? À... ngồi vậy chưa thoải mái đâu, ngồi vậy mới thoải mái nè. Yeah, em tên là Trần Liễu Phương Trang, năm nay em 24 tuổi. Nghề em gì xin... Trang? Em làm nghề gì? Dạ, hiện tại thì em đang bán thuốc ở quận 12. À, bán thuốc tức là dược sĩ đúng không em? Dạ đúng rồi anh Quỳnh Linh. Rồi, mời em trai. Dạ em xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả khán giả đang có mặt trong ngày hôm nay. Em tên là Lê Trần Cường Thịnh, năm nay 27 tuổi. Hiện đang sống và làm việc ở quận Gò Vấp, quê gốc ở Hải Dương nhưng sinh ra lớn lên ở Sài Gòn. Định làm gì Định? Dạ em làm nhân viên kinh doanh bất động sản. Định là nhân dạ, viên Thịnh hả? Hả? Thịnh à. Thịnh ha? Dạ. Em có nhớ tên cô bên kia chưa? Dạ tên Trang. Hả? Tên Trang. Trang. Đúng rồi, Trang Thịnh. Trang quê đâu Trang? Dạ hiện tại em sinh ra và lớn lên ở quận 12. À quê thành phố luôn ha. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em là một người rất là nhiệt tình, luôn quan tâm mọi người, hòa đồng, thân thiện và thích dọn dẹp. Cái hay nhất là thích dọn dẹp đó. Rồi vậy còn cái yếu điểm là cái gì? Yếu điểm của em thì nấu ăn không được ngon và hơi vụng về. Hơi vụng về. Dạ. Mình có tật xấu gì không? Tật xấu của em là hay... hay tối ngủ nằm mơ thấy lung tung á chị. Thấy lung tung là thấy gì em? Dạ vậy như là thấy mình mình ở nhà đó, mình ở nhà mình coi tivi á chị. Rồi sao tự nhiên nằm mơ thấy gì bậy bạ đâu, có gì đâu. Dạ vậy như là thấy nhiều cái chuyện mà không hay á chị, ví dụ như là bị công an rượt hay sao đó chị. Công an rượt ngoài đường cái tim đứng tim cái là em hết hồn, em tỉnh ngủ luôn. Nói chung đó những người thần kinh yếu thôi, cũng có gì dạ. Đâu mai mốt có người yêu hay có chồng về thì hết sợ rồi em ha. Ôm nhau là ngủ ngon ha. Rồi bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của bạn là gì? Dạ điểm mạnh của em là em nấu ăn ngon, với lại biết quan tâm chia sẻ thấu hiểu người khác. Tốt. Cũng rất là thích chiều chuộng bạn gái, thích đưa bạn gái đi những nơi ví dụ như du lịch đi đây đó để hay cho quá. Thoải mái tâm trạng. Dạ. Còn khuyết điểm là gì? Dạ khuyết điểm là em ăn rất là chậm. Với lại em cũng ăn chậm. Em có một cái tật xấu là mỗi lần tắm xong á là em tuồn đồ vô, em không có lau mình gì hết. Tắm xong là mặc đồ. Tắm xong là mặc đồ luôn, không có lau gì, nó để ướt vậy luôn. Dạ để ướt luôn xong rồi cái đầu để ướt lắc. Vậy đi nó ngứa chết luôn á. Dạ không, quen rồi từ nhỏ luôn rồi. Mấy người dạ, không mà tắm lao vậy bị lát lắm á. Thiệt mà. Không, da em trắng mịn nữa như da em bé trắng, luôn. Bảo đảm về khoa học á, mà tắm xong lao á, là mặc vô người nó ẩm á, chắc có bị lát rồi. Thôi bỏ bớ, tắm phải lao chút xíu nha. Dạ. Rồi nó chơi vui cái đó thôi chứ thật sự là cái đó cũng không có gì đâu, tật xấu đâu. Dạ. Rồi mình nói chút xíu về tình trường đi. Dạ tình trường thì... em chủ yếu là em yêu đơn phương là nhiều. Nếu mà yêu để mà công khai người này người kia biết thì cũng không có. Còn trải qua sơ sơ thì cũng chỉ có một khoảng chừng một mối tình. Tức là mối tình là đơn phương thôi đó hả? Dạ, em yêu thầm thương chậm nhớ. Trời ơi, tội nghiệp không? Em khổ. Bạn hai mươi mấy tuổi rồi? Dạ, 27. 27 tuổi mà chỉ có yêu đơn phương thôi đó, đàn gái. Em thì sao? Dạ em cũng giống như bạn, em chưa có mối tình nào.
Nhưng rồi mà em cũng chỉ say nắng vài ngày rồi thôi ha. Say nắng vài ngày thôi rồi thôi. Dạ. Không ai đeo đuổi mình sao? Dạ, tại vì tính em cũng hơi con trai á, tính cũng hơi đơn giản, hơi bánh bèo, không có thích bánh bèo, cho nên là mấy bạn trai thì cứ thích bánh bèo, còn em thì không có bánh bèo, cho nên là với lại là em tin vào duyên phận nhiều hơn á chị. Chừng nào duyên đến thì mình đón thôi, chứ cũng không có suy nghĩ nhiều. Dạ. Thế nhà có hối thúc gì không? Có khi nào ba mẹ thắc mắc sao không có bồ này kia không? Dạ, mẹ em cũng mẹ cứ nói là từ từ, chừng nào duyên đến thì cứ cứ đón nhận thôi. Chứ hôm nay ai đăng ký cho em tham gia chương trình này? Dạ em tự đăng ký. Dạ. Là coi như mình mong muốn có bạn trai rồi đó, khao khát rồi đó đúng không? Dạ đúng rồi. Muốn tìm một mẫu người như thế nào? Dạ muốn tìm một mẫu người bạn trai cao 1m7, cao trên 1m7, có nụ cười tỏa nắng. Nụ cười tỏa nắng. Có một người như anh Quyền Linh đó chị. Giống như anh Quyền Linh. Dạ. Giống như anh Quyền Linh, chắc mời anh Quyền Linh qua để nói chuyện với em quá. Mình cười giống Hoài Linh được không bạn? Hả? Mình cười giống Hoài Linh được không? Hoài Linh hả bạn? Chắc là để nhiên, mình ta đang mọi ta đang lý tưởng Quyền Linh, tự nhiên chuyển qua Hoài Linh vậy ông? Không, mà bên đây da ngâm giống anh, cười cũng tươi, cũng dễ thương. Rồi. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai không? Dạ em không thích những người bạn trai là hút thuốc và cờ bạc rượu chè. Có không Thịnh? Dạ không, em không hút thuốc, không cờ bạc rượu chè. Em rồi ghét mùi thuốc, là em ghét uống bia lắm. Em cũng ghét con gái uống bia mà lè nhè tưng 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 tưng. Em sợ. Gái mà uống bia lè nhè lưng tưng chắc mệt đó mà. Đó, nghe rồi chưa? Dạ. Còn gì nữa không em? Với lại không có gia trưởng anh Quyền Linh. Ừ, không có gia trưởng. Có không? Dạ không, em không có gia trưởng. Tốt em luôn. Em thoải mái lắm. Dạ. Còn gì nữa em gái? Dạ, dạ hết rồi. Ừ. Nói chung giống anh rồi đó ha. Cũng được rồi đó. Bên kia, dạ, mẫu người bạn gái lý tưởng của em là như thế nào? Dạ, thưa chị Cát Tường, mẫu người bạn gái của em thì cũng đơn giản thôi. Thì thùy mị, nít na, cũng biết quan tâm, chia sẻ, cũng phải biết lắng nghe, cũng thấu hiểu cảm xúc của đối phương. Thì cũng đơn giản thôi. Đơn giản dạ, thôi hả? Dạ. Rồi, như vậy cũng quá đơn giản ha. Anh thấy với lại cũng không có uống bia nhiều. Trời ơi, gái ít uống bia lắm, mời lâu lâu dạ, vui uống chứ ai đâu uống lầy. Rồi, dạ em không biết uống bia luôn à. Bà đây cũng uống bia luôn. Dạ uống thì uống bình thường cũng được, chứ đừng có uống xong kiểu mà nhè nhè tưng 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 tưng. Em cái điều gì cái em không thích nhất ở người bạn gái nữa? Dạ điều em không thích ở người bạn gái là không biết bảo vệ chính kiến tình yêu của mình. Ví dụ như mà đang yêu nhau mà có người này người kia nói cái nghe lời người khác, còn cái nghi ngờ này kia thì em không thích. Mình phải có chính kiến riêng của mình em phải có cảm tính, nhận. Em có tính gia trưởng không? Dạ không, em rất là thoải mái. Thấy cái tướng em ngồi thấy có vẻ giống như kiểu như ông hội đồng đang xét xử, kiểu như đang ngồi nói chuyện thấy nó không? Dạ không, em ngồi vậy em thấy thoải mái hơn. Ồ vậy hả? Vậy dạ, thôi em cứ thoải mái đi, cứ thoải mái. À khép vô lại vậy là thoải mái đó phải không? À... ngồi vậy chưa thoải mái đâu, ngồi vậy mới thoải mái nè. Ngồi vậy mới thoải mái á. Sao nó khép nép quá vậy? Xưa giờ là vậy là thoải mái đó hả? Nói cho thoải mái đi em. Rồi, Thịnh, vậy thì bây giờ chưa có tình trường. Rồi rồi mình nhắm mình yêu, rồi mình biết làm cách nào để mà mình ga lăng, mình chăm sóc người yêu của mình không? Dạ có chị, cái đó thì nhiều lắm. Nói chung là... ở đâu ra? Chưa có bồ sao biết mà nhiều? Không, em cũng vậy như là chiêm nghiệm cũng nhiều, em cũng chứng kiến nhiều. À, chứng dạ, kiến, quan sát thôi phải dạ, không? Hoàn cảnh của mình là bây giờ ví dụ lấy bao lâu thì tiến tới hôn nhân được? Dạ khi nào mà hai đứa cảm thấy tới một cái giai đoạn chín mùi nào đó thì cảm thấy hai đứa dành cho nhau và đi nhau xa hơn thì lúc đó mình sẽ khoảng bao lâu cái dự kiến của em là khoảng bao lâu? Dạ khoảng trong vòng từ 3 đến 5 năm. 3 đến 5 năm. Dạ có thể lâu sớm hơn vậy? Cũng tùy, tại vì thời gian nhiều khi nó cũng không nó lên chính xác. Nhiều khi mới quen nhau một năm thấy yêu nhau quá thôi tấm thiệp mời trên bàn. Công việc sự nghiệp mình đã ổn định chưa? Dạ cũng ổn định rồi. Cũng ổn định rồi. Dạ. Để chị hỏi bạn gái em muốn mấy năm, muốn bao lâu nữa thì tiến tới hôn nhân được? Dạ khi nào tình yêu đủ lớn thì thời gian không quan trọng. Như thí dụ 3 năm, 5 năm đối với em thì thấy cái mốc thời gian nó như thế nào? Dạ cũng hơi xa. Hơi xa đúng không? Dạ.
Nói vậy thôi chứ biết đâu đàn trai nhìn đàn gái muốn cưới liền thì sao? Không biết được đâu ha. Thôi để con qua coi quan trọng là như thế nào mình cưới liền luôn nha. Chịu không trai? Dạ chịu. Đừng làm em rung. Rung hả? Đừng có rung. Dạ, chào anh Quyền Linh. Chào em gái. Rất cảm ơn em đã lấy anh làm mẫu người lý tưởng. Dạ. Nhưng mà mọi người ở hay nói thế này nè, trong xã hội này trai gái yêu nhau như vũ bão, yêu là cứ yêu lấy, nói chung là cứ yêu. Mà quý vị thấy không, trong trình bạn muốn hò rất nhiều người hai mươi mấy tuổi vẫn ế, vẫn chưa tìm được yêu. Thí dụ như cặp đôi ngày hôm nay nè. Dạ. Anh chàng bên đây thì cũng rất là dễ thương, cũng khép nép, cũng gọi là thật thà lắm ha. Dạ. Nhưng mà em nói đúng á, tức là do tình yêu thăng hoa là cưới nhau thôi. Dạ đúng. Em có nghĩ rằng sau này mình sẽ làm dâu không? Dạ có thể được anh, có thể em làm dâu được. À, làm dâu được tốt rồi. Dạ. Có những cô gái hiện đại nó không thích làm dâu. Dạ. Miễn trong đầu nó có nghĩ làm dâu giờ sướng nữa đúng không? Dạ, lấy chồng là phải theo chồng mà. Dạ. Em nhậu nhiều không? Dạ không, nãy em nói là em không có uống bia mà chị Cát Tường nghe lộn rồi. Trời đất ơi, không biết uống bia, bên đây uống chút thôi thành ra không có tưng tưng đâu, đừng lo ha. Đàn bên đàn gái cũng rất là dễ thương. Dạ. Cái sau này em nghĩ em lấy chồng mình sẽ phát triển kinh doanh như cách như thế nào? Dạ em hiện tại là em là đang bán thuốc ở chỗ chỗ làm thôi, còn sau này thì em sẽ mở một nhà thuốc riêng. Em là dược trung ha? Dạ đúng rồi, em có dự tính là sẽ liên thông lên và mở một nhà thuốc cho riêng mình. Đúng rồi. Dạ. Đó, một cái khác như thế mà anh tin em làm được. Dạ. Lên bán thuốc thôi, mà bán thuốc giờ khá lắm nha. Ha. Được không? Có thể hỗ trợ vợ mở tiệm thuốc tây được không? Dạ được. Được rồi, đàn trai thấy đàn gái là chấp nhận chịu rồi đó. Rồi bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân nha. Hôm nay em gái đi với ai nè? Dạ hôm nay em đi với mẹ em và cô hai của em. Rồi cho chị gặp mẹ em nha. Dạ chào cô. Dạ. Chào cô Quyền Linh nha, Cát Tường. À, chào khán cô. Giả. Tôi là mẹ của Phương Trang. Dạ. Dạ hôm nay cô nhìn thấy hai bạn ngồi trên đây là cô nhận xét cô, như thế nào? Cô thấy là cậu bên trai bên đây thì thấy cũng chững chạc, nó cũng rất lịch sự. Giờ thì cũng cho hai đứa nó được tìm hiểu với nhau. Nói vài câu gì hứa với cô gì để cô tự tin. Dạ chào cô, con thì tính con cũng thỉnh thoảng cũng hay cố gắng, nhưng mà khi mà đã yêu ai thích ai đó rồi thì con quan tâm chia sẻ với lại rất là chu đáo, thành ra về vấn đề nếu mà yêu con mà bé nó sợ ví dụ như là không hạnh phúc hay là không thoải mái gì là hoàn toàn không có. Quen con lúc nào cũng tiếng cười nhộn nhịp, vui vẻ, thoải mái, yên tâm. Chào con. Rồi cô có ý kiến gì không cô? Hiền. À. Cô có yêu cầu gì con rể tương lai không cô? Sao? Cô có yêu cầu gì với chàng rể tương lai không thì cô? Thì thương yêu như là sau này hai đứa tìm hiểu hơn nhau, dạ. Thương nhau, chung thủy, không bắt cá hai tay. Đó là nhiều đó là thấy thương vợ là đủ rồi. Dạ. Biết chăm sóc gia đình là được rồi. Hứa không em trai? Dạ hứa. Hứa nha. Đừng có bắt cá hai tay, bắt dạ. Một tay hai cá cũng được. Rồi, cảm ơn cô. Rồi, hôm nay đàn trai có ai nè? Dạ, em đi với lại các cô chú với lại chị nuôi với hai em đồng nghiệp cũ. Rồi, mời đại diện đàn trai. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Tôi dạ. Là cô của cháu Thịnh. Thì cháu Thịnh cũng hiền lành, ngoan ngoãn mà cháu lễ phép. Dạ. Cháu có tính cầu tiến. Thì cũng mong hai cháu cho nhau cái cơ hội để mà tiến tới, thì chia sẻ và tìm hiểu nhau. Rồi, cô bé gái bên này thì cô thấy cháu dễ thương, mà thấy cũng hiền lành. Thì thôi các cháu cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Dạ, rồi, cảm ơn cô. Em xin chào em Quyền Linh và chị Cát Tường. Em là chị nuôi của Thịnh. Thì đối với em thì Thịnh là một chàng trai rất là tự lập, sống rất cực kỳ tình cảm. Cái này rất là quan trọng. Nên nếu mà hai em cho nhau cơ hội thì chị tin rằng cuộc sống của em rất là màu hồng. Có một chàng trai sẽ luôn luôn quan tâm em và chăm sóc em. Dạ em cảm ơn và, chị. Và sẽ là rất là chung tình. Chị gái hứa nha.
Nếu mà yêu nhau thì sẽ toàn là màu hồng hả chị ha? Được. Rồi, cảm ơn hai gia đình nha. Bây giờ chúng ta sẽ kéo hàng rào ra để cho hai bạn trực tiếp gặp nhau nha. Mở rào. Sao rào đi chậm quá. Em có xoay ghế làm chị. Rồi, mời hai bạn. Em có món quà nhỏ tặng cho bạn. Em cũng có món quà tặng anh. À, cảm ơn bạn, mình rất là thích cuốn sách này. Dạ, em cảm ơn anh. Anh em nha, có bạn nha. Đây đi kiếm người yêu đó. Em cảm nhận như thế nào về cái nhìn đầu tiên? Dạ, em thấy anh cũng rất là sói ca. Chung thì xoáy ca anh cũng không có đẹp trai hay là cũng không có hình mẫu của nhiều người, nhưng mà anh thì nhiều người nhận xét là được cái là trung thành, không trung thực và trung thủy, cũng quan tâm yêu thương người khác, nói chung trung là thành cũng tình yêu. Là hình mẫu, nói chung là tốt. Kệ miệng có xoáy có ca được rồi, cái nào cũng được, có ca cũng được, có xoáy cũng được. Dạ, anh cảm nhận như thế nào về em? Em là một cô bé rất là dễ thương. Dạ. Nhìn rất là xinh. Hồi nãy em có chia sẻ là sau này em muốn mở một tiệm thuốc tây. Dạ. Thì cũng hay, vì anh thỉnh thoảng anh cũng nhiều bệnh lắm, có gì anh mua thuốc miễn phí. Ta mở ta bán cho nhiều người rồi mà mở bán cho em hả? Dạ, hiện tại thì anh ở đâu anh? Hiện tại anh đang ở quận Gò Vấp, ở gần chợ Hạnh Thông Tây. Dạ. Thì quận 12 cũng gần đúng không? Dạ đúng rồi anh. Vậy là gần á, sát bên á. À, là nhà em ở đó hay là? Dạ, nhà em ở quận 12 luôn. Ồ, em dạ. Ở khúc nào quận 12? Em ở Hà Huy Giáp anh. Hà Huy Giáp, à gần ngã tư ga. Dạ đúng rồi. Dạ. Gần trường Cao đẳng Điện lực á. Thời gian rảnh thì anh hay làm gì anh? Thời gian rảnh thì thỉnh thoảng anh hay nghe nhạc, đọc sách. Nếu mà cuối tuần thì có thể đi dạo đây đó, nếu mà có bạn gái á, thì thỉnh thoảng chủ nhật á, anh hay đưa bạn gái đi cũng như là xả chết đi vòng vòng, ví dụ như đi những khu du lịch gần gần á. Thì không biết nếu mà ví dụ như mà sau này mà quen nhau á, thì mỗi cuối tuần rảnh em có chịu cho anh chở đi đây đó tham quan này nọ không? Dạ được anh, em cũng rất là thích đi du lịch. Anh cũng thích đi du lịch lắm, nhưng mà đi xa thì túi tiền nó không cho phép thôi. Còn nếu mà đi gần á, thì Đồng Nai hay là Vũng Tàu gì đi cỡ nào cũng được. Dạ vậy thì anh là ở ngoài, anh là có định lập nghiệp ở đây hay không hay là? Thì anh sinh ra lớn lên Sài Gòn thì anh cũng yêu thích cái môi trường sống ở Sài Gòn, cho nên sau này chắc chắn anh sẽ lập nghiệp ở Sài Gòn. Dạ. Có khi nào hồi xưa em với anh học chung trường không ta? Em học ở bên Trần Hưng Đạo, Gò Vấp. Không, anh hồi đó anh học ở bên Bình Thạnh. Tại hồi nhỏ lớn là anh sống ở Bình Thạnh. Sau này mới chuyển sang Gò Vấp thôi. Dạ. Đàn ông thì hay quan trọng sự nghiệp. Vậy anh có phải là một mẫu người của gia đình không? Mẫu người gia đình nói chung là anh cũng không khẳng định mình là một mẫu người gia đình lắm, nhưng mà trong gia đình á, thì anh luôn quan tâm, yêu thương, chăm sóc bạn gái. Có biết nói, hồi nãy em có chia sẻ là em nấu ăn không được ngon. Dạ đúng. Thì rồi. Phần nấu ăn thì anh nấu ăn rất là ngon. Mà em nói là em thích dọn dẹp hay là lười dọn dẹp? Thích dọn dẹp. Thích dọn dẹp à, thì anh cũng, anh nấu ăn xong anh hay bày lắm. Trời ơi. Em dọn cũng được. Được, đứa nấu đứa bày. Em ở đây em ở với mẹ đúng không? Dạ đúng rồi, em ở với gia đình em. Dạ. Thì ví dụ như em nói đi. Ví dụ như giờ có con cái rồi á, rồi bạn bên kia bận dọn dẹp á, em có chăm sóc rồi thay tã cho con bú rồi chăm sóc con cái không? Dạ có, em thích con nít lắm. Tại vì thỉnh thoảng em đi từ thiện, thỉnh thoảng thì anh cũng hay đi từ thiện. Thì nếu mà được, nếu mà sau này có, ví dụ như mình có quen nhau thì thỉnh thoảng anh cũng sẽ chở em đi từ thiện.
anh hay tới những trẻ trẻ mồ côi mấy bé thì thấy mấy bé cũng tội lắm. Cũng có nhiều, cũng có thầy nói là thấy con, thấy bé này có vẻ mến con, thấy con cũng có duyên bé này, có thầy kêu anh có điều kiện mang về nuôi con nuôi nữa kìa. Dạ. Mốt đi từ thiện đi với anh nè. Thì em có thích em bé không? Em có thích ví dụ như là chơi với em bé hay là chiều em bé không? Dạ có. Tại vì con nít thường nó rất là khó chơi. Dạ em cũng rất thích em bé. Nhà em có em trai không? Dạ có em trai với chị gái em. Chị gái em cũng mới sinh sinh con cho nên em rất là thích em bé. Rồi, bây giờ hai bạn có cái gì đặc biệt hơn? À mình có món quà gì tặng nhau về tinh thần không? À, bạn gái có chuẩn bị thơ tặng bạn trai đúng không? Dạ em có bốn câu thơ tặng anh. Rồi, xin mời em. Cảm ơn anh ngày gặp gỡ. Để lòng này thôi mong chờ, nếu là duyên sao đành lỡ, biết đâu cùng nhau hoa sẽ nở. Bốn câu thơ ngồi kéo ngoảy hoài rồi ông không hiểu gì hết trơn á. Hiểu ta mới đọc cái gì không? Trời ngồi cái thế gì kìa chứ giống như việc mấy. Anh ơi đừng có mắc cỡ, hãy tiến tới kẹo lỡ, để ngày mai chúng ta chung một cỡ. Rồi em mình có món quà gì tặng lại bạn gái không? Dạ em thì em có một vài câu hát muốn tặng cho bạn gái. Thôi mình đứng lên hát đi chứ ngồi cái thế đó nó xấu lắm. Rồi tiến tới tự tin lên. Em là ai giữa cuộc đời này, em từ đâu bước đến nơi đây, làm tôi say làm tôi ngất ngây, trong nhau tiếng yêu hôm nào, khi đôi ta cứ hoài ngập ngừng, trong đôi tim dùng tiếng yêu thương. Đời ngày chỉ vì từ bấy lâu lòng thầm mơ được sánh đôi. Chỉ cần gì vậy? Chỉ cần em có cái gì muốn nói. Chỉ cần anh bước đến thế giới của em sẽ thay đổi. Ghê chưa? Chỉ cần anh bước tới thế giới em sẽ thay đổi. Em bước tới được không? Sao? Còn hỏi nữa. Chỉ cần anh bước tới thế giới em sẽ thay đổi. Thế giới em thay đổi chưa? Dạ rồi. Nói gì với cổ đi, một câu thật lòng mình ngay giờ phút này mình nghĩ gì về cô gái đứng trước mặt. Đây, đứng đây đây cho đẹp nè. Đó. Thật lòng không cần hoa mỹ. Nói gì đi. Nghĩ sao nói vậy? Nói chung tới ngày hôm nay cũng là một cái duyên. Anh thì anh rất trân trọng những cái duyên trời cho. Thì anh mong mình sẽ cho nhau một cơ hội tận dụng cái duyên này. Và khi yêu nhau thì mình nên nghiêm túc. Dạ. Mình nên quan tâm thấu hiểu lẫn nhau. Và mình quan trọng nhất là mình phải bảo vệ tình yêu của mình, giữ gìn cái chính kiến riêng của mình. Vì hơn hết là người đó sẽ là người cùng mình đi tới tận cùng con đường sau này. Thành ra mình phải thấu hiểu, mình phải quan tâm, phải lắng nghe từ tận trái tim của mình, chứ đừng nghe những lời pha đàm phím của người khác. Yeah. Đó, thì anh chỉ mong muốn vậy thôi. Thì với lại nữa là khi yêu nhau thì có gì thì mình cũng nên nói thẳng ra, ví dụ như cái gì không hài lòng, chứ mình đừng có giữ cho mình sự im lặng. Tại vì im lặng đôi khi nó cũng là con dao hai lưỡi á, cũng khiến mình hạnh phúc nhưng mà nó cũng khiến mình đau khổ. Thành ra có gì thì mình cứ nói thẳng cho nhau, vì nói nhau như vậy, nói thẳng ra như vậy thì mình sẽ tiến nhau được xa hơn, mình thấu hiểu nhau nhiều hơn. Dạ em cảm ơn. Em rất là dễ cho ông nói ngắn gọn một câu, nói một tràng. Rồi, không biết rằng chàng trai có thuyết phục được cô gái bấm nút hay không, chúng ta chờ xem nha. Đây, bây giờ đã đến phút, đã đến lúc chúng ta kiểm tra lại xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Mình đừng hỏi ý kiến ai hết, chúng ta hãy nhắm mắt lại kiểm tra chính con tim của mình. Chúng ta bấm nút vì trái tim của mình chứ không phải bấm nút vì bất cứ điều gì. Chúng ta không cần nghe ai cả mà nghe trái tim nha các bạn. Chuẩn bị. Hãy đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với nó. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Nắm tay nhau đi hai bạn. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Nói gì với
mẹ và cô. Bác gái đi. Dạ con cảm ơn bác. Con xin phép được từ nay về sau con xin phép được bước vào thế giới của em để quan tâm chăm sóc yêu thương em. Em tên Trang. Dạ con mong bác cho con và em một cơ hội. Rồi, em gái nói gì với chị, với lại cô, với lại chị gái kìa. Dạ cảm ơn chị và cô đã mang đến một anh chàng rất là tử tế. Tử tế luôn ha. Không, nó dễ thương lắm. Xin phép mẹ hôn cái đầu tiên. Dạ con xin phép bác và xin phép gia đình. Xin phép gì? Dạ cho con cho con được hôn, cho con được thể hiện tình cảm với bé Trang. Đã xin được rồi thì ta làm tới làm với ai? Làm nó đàng hoàng. À, làm hung cũng phải có tâm hung chứ. Hung không có tâm vậy chứ. Chậm lại, thiệt chậm lại, sống chậm lại. Thể hiện cái tình yêu của mình đó. Con xin phép cũng được làm lại. Chưa quen mà lời quá. Không, ngay má đàng hoàng chứ không ai không vậy chứ. Dạ. Má đi em. Rồi. Không phải sao trong nó mới đâu vậy? Trời. Từng tuổi này mà tóc như vậy là perfect. Rồi, ok. Rồi. Cảm ơn ha. Không hô, không hói, không móm. Trời, cái người nào mà mó, hói mà hô mà hóm, móm. 3 trong 1 chắc chưa hết luôn á. Ừ. Ơi. Em sao nè? Em sao? Em mẫu hình giống anh á, coi coi. Em giống anh không? Mẫu hình của em á thì cũng dễ chịu lắm, không có gọi là khắt khe quá đâu. Em thì cứ một người con gái gọi là sống sống có tình cảm, sống thị trung và có trách nhiệm với gia đình là ok. Rồi cái ngoại hình sao nè? Ngoại hình thì tương đối một chút xíu thì càng tốt. Ví dụ cao bao nhiêu nè? Chung là cao 1m, từ 1m55 trở lên là được. 1m55, mét nhiêu nè? Em 1m58 à? 1m58 hơn luôn, hơn 3 phân luôn. Rồi sao nè, tóc tai sao? Dạ, em tên là Lê Thị Hằng, em sinh năm 92, hiện nay 28 tuổi. Em đang làm việc và sinh sống Hóc Môn, nghề nghiệp là kế toán ạ. Em là kế toán, em sinh sống Hóc Môn, làm việc Hóc Môn luôn. Dạ. Ờ. Rồi, mời em trai ơi. Dạ em xin giới thiệu bản thân, em tên là Long, em đến từ Đồng Nai, hôm nay em 35 tuổi. Và nghề nghiệp của em là kinh doanh về phân bón và thuốc bảo vệ thực vật ạ. Dạ. Long làm ở Đồng Nai luôn hả? Dạ đúng cái rồi. Cái gì Long? Dạ em tên là Nguyễn Văn Long ạ. Nguyễn Văn Long, em sinh ra lớn lên ở đâu? Dạ em sinh ra và lớn lên ở Đồng Nai luôn ạ. Đồng Nai luôn? Dạ. Rồi, Long 35 tuổi. Dạ đúng rồi. Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật với lại phân bón. Phân bón, dạ. Em có ưu điểm, khuyết điểm gì Long? Dạ, ưu điểm của em là em làm việc độc lập rất là tốt và và biết quan tâm chia sẻ cho mọi người. Nói chung là còn nhiều, nhưng mà còn cái điểm yếu của em thì em hơi nóng tính. Với lại nữa là hay tin tưởng người quá mức á. Thành ra nhiều lúc hay bị những cái vấn đề gọi là rủi ro trong cuộc sống một chút xíu. Mà nhà trai, nhà gái. Em nói về điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, dễ gần và sống tình cảm. Còn khuyết điểm của em là hơi cộc tính ạ. Hơi nóng tính hả? Cộc tính ạ. À, hơi cộc tính hả? Dạ. Wow, gái nhìn mặt gì mà cộc hả? Cộc là cộc cỡ nào? Cộc đúng kiểu là bình thường rất là vui vẻ, nhưng mà nhiều khi mà đụng tới chuyện hay gì mà nói nhiều quá là em cộc tính lên. Cộc là la lên. Nói hơi lớn tiếng xíu. Hơi lớn tiếng xíu chứ thường chị thấy mấy người cộc hay quăng đồ lắm á. Không, em không quăng đồ. Không đúng không? Dạ. Thôi vậy được. Đồ mình mua không thể quăng được. Rồi em có mấy mối tình rồi? Dạ, em có một mối tình ạ, cách đây đã được 2 năm mà. Chia tay 2 năm rồi. Dạ. Quen được bao lâu? Dạ quen được 2 năm ạ. Rồi lý do tại sao chia tay? Là thứ nhất là vấn đề địa lý xa, với anh nó hay ghen với là kiểm soát nhiều quá. Anh ghen anh kiểm soát em nhiều. Dạ. Mà tại vì anh ở xa mà đúng không? Ở xa dạ. Là ở đâu? Ở miền Trung ạ. Ở miền Trung mà dạ. Em thì đang làm ở Hóc Môn, em ở Hóc Môn đúng không? Dạ dạ đúng rồi. Rồi thế là chia tay nhau. Dạ. Ok. Bên kia có một mối tình ha, chia tay dạ. Rồi. Bên em có mấy mối tình? Dạ em thì có 3-4 mối tình rồi. Dài nhất là mấy năm? Long. Dạ dài nhất là mối tình em là được 3 năm. 3 năm. Dạ. Nhưng mà sau 3 mối tình thì em cảm giác rằng lý do tại sao mình lại chia tay? Dạ nói chung là cũng nhiều vấn đề trong cuộc sống thì mình phải biết vấn đề lớn đó là gì để mình rút kinh nghiệm cho mối tình sắp tới. Nói chung là quan điểm lớn nhất của mình đó là bất đồng về cuộc sống và tính cách của nhau.
nên bất đồng cuộc sống, tính cách của nhau là cái gì, cụ thể là gì? Cụ thể như là những cái tính cách nó tương đối là đối lập với nhau á. Đối lập luôn. Dạ thì cũng có cho nhau một rất nhiều cơ hội, nhưng mà mình cảm thấy là mình chia tay thì nó sẽ tốt hơn để tìm kiếm được cái cuộc sống nó tốt hơn. Nhau được. Dạ đúng rồi. Thôi bây giờ thì đàn gái. Ủa, xin lỗi hỏi bên đàn trai là em có ghen không? Dạ em cũng có chút chút ạ. À, có ghen dạ. Và có thích kiểm soát bạn gái mình không? Dạ nói chung là em thì cũng dễ thôi, không có khó, cũng không có kiểm soát nhiều. Nói chung là trong phạm vi cho phép thôi. Trong phạm vi cho phép thôi đúng không? Chứ dạ, bên đây người ta chia tay tại vì ông kia cũng ghen quá, với lại kiểm soát dữ quá mà chịu nổi chia tay đó. Phải ghen cho nó có gia vị của dạ, tình yêu ha. Rồi bây giờ đàn gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình với mẫu hình như thế nào? Dạ thứ nhất là ngoại hình thì cao hơn em một chút ạ. Cao em trên mét 7 ạ. Em cao mét mấy? Bạn nam? Dạ em cao 1m7 ạ. Ôi đúng rồi, đúng ý luôn, đúng dạ. Ý luôn ha. Rồi còn gì nữa cưng? Là không móng, không hô, không đầu hói. Còn nếu mà đầu hói đơn nguyên đầu chọc cũng được. Tức là không hói, ủa còn không móng? Không hô. Không hô, không hói. Còn nếu mà lỡ hói rồi là cạo trọc luôn. Dạ. Ok, ok, ok. Em ơi, em khó thấy vui quá. Rồi đó nè. Phải qua cản liền à. Khó cái gì? Thì cái đó là cái quan điểm của người ta. Nghĩ sao mà vừa móm mà vừa hô rồi sao? Chào em, đâu có không móm, không hô, không hói. Mà tỷ dụ mà lỡ có hói một chút xíu thì cạo luôn. Cạo đầu luôn à. Là chấp nhận cạo đầu luôn. Chấp nhận cạo đúng không? Dạ. Cạo đầu đẹp trai đúng không? Giống Phan Đình Tùng ạ. Giống anh Thanh Tùng hả? Thanh Tùng. Thanh Tùng đúng Tùng không? Thanh Tùng hài đó. Thì đúng rồi. Phan Đình Tùng. À Phan Đình Tùng. Phan Đình Tùng. Phan Đình Tùng vậy là mẫu người là Phan Đình Tùng đúng không? Mẫu người lý tưởng là Phan Đình Tùng. Dạ, mẫu người là lý tưởng là anh Quyền Linh ạ. À? À, ai? Anh Quyền Linh. Anh Quyền Linh, mẫu người lý tưởng là anh Quyền Linh. Đó là có hỏi chút. Hỏi cạo luôn đi, cạo đầu đi. Ừ. À. Anh có hỏi không nè, có hỏi không nè? Có hỏi không vậy, hỏi không? Anh hài hòa không đẹp. Không hỏi. Hỏi hài hòa. Tôi nói thiệt với ông là ông tự nhận ông hói thôi chứ chưa, tôi chưa thấy một người nào nói là ông hói hết trơn. Ừ. À, đó tôi nói thiệt luôn á. Có nhiều người nói Linh hói. Cái những người đó là họ ganh tị với ông hay sao chứ ông đâu có hói đâu. Ừ. Từng tuổi này mà tóc như vậy là perfect. Rồi, ok. Rồi. Cảm ơn ha. Không hô, không hói, không móm. Rồi cái người nào mà hói mà hô mà hóm, móm. 3 trong 1 mà chắc chưa hết luôn á. Ừ. Đây. À. Em sao nè, em sao? Em mẫu hình giống anh á, còn em giống anh không? Mẫu hình của em á thì cũng dễ chịu lắm, không có gọi là khắt khe quá đâu. Em thì cứ một người con gái gọi là sống có tình cảm, sống thị chung và có trách nhiệm với gia đình là ok. Rồi cái ngoại hình sao nè? Ngoại hình thì tương đối một chút xíu thì càng tốt. Ví dụ cao bao nhiêu nè? Chung là cao 1m, từ 1m55 trở lên là được. 1m55, mét nhiêu nè? Em 1m58 ạ. 1m58 hơn luôn, hơn 3 phân luôn. À. Rồi sao nè, tóc tai sao? Dạ tóc tai thì nói chung là tùy khuôn mặt của bạn gái nếu mà đẹp. Nhưng mà em thích tóc dài hay tóc ngắn? Em thì tóc nào em cũng thích hết. Cô này tóc dài tóc ngắn cũng nhưng đẹp. Nhưng mà trừ đầu chọc. Đừng có đầu chọc. Nói chung là bây giờ em cũng là không hô, không hói, rồi dạ. Không móm luôn đúng không? Em chắc là vậy. Đó thì đó họ đồng quan điểm mà. Dạ. Đúng không? Khi người ta không... xinh đẹp thế. Ủa thì người ta cũng thì rõ ràng bạn này không bị ba cái đó luôn. Tôi mà tôi có người yêu tôi phải chọn phong xong là không có mập. Ý... đỡ không mập. Mọi người thấy kỳ không thiệt á. Không lẽ muốn bỏ chương trình không có dẫn nữa chứ thực sự luôn. Thôi, chán trường đây. Cái ông mối này đến cái mức mà thiệt á, thiệt tôi muốn gây lộn ghê á. Nói chứ em đi dạ. Với ai? Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với em họ của em ạ. Em họ. Rồi, nhà trai cho ý kiến coi nè. Dạ, lời đầu tiên em xin chào anh Nguyễn Linh, chị Hồng Vân và hai anh chị tham gia chương trình và toàn thể khán giả trong trường quay. Thì nãy giờ em... Nói chung là em cũng... chưa yêu nhiều nên cũng chưa đánh giá được gì nhiều, nhưng mà em thấy chị này hiền. Hiền đúng không? Dạ. Em thấy đẹp không? Dạ đẹp. Xinh ha, chị xinh dạ. Ghê luôn á, đó. Rất xinh luôn. Và em thấy là có hợp với anh dạ. Của em không? Hợp anh Long ơi. Hợp đúng không? Dạ. Gặp em nhấn đúng không? Dạ nhấn. Nhấn liền đó. Nghe vậy là hiểu à ha, hiểu à ha. Được. Còn em, mọi người biết sao không? Thực ra là gì nè, Vân với Quyền Linh có một cái á, cứ xung đột với nhau á, thì là các cặp đôi họ sẽ rất hợp với nhau.
Còn nếu mà hai đứa mà cứ yêu thương trìu mến nhau, nhường nhịn nhau là các cặp đôi họ không chọn nhau. Không hiểu lý do tại sao, cho nên bây giờ chúng tôi phải... Đấy, cặp đầu tiên đó, thấy chưa? Thì đó, bởi vậy tôi không có ưa ông. Tôi không ưa ông. Và tôi muốn ưa cái cặp này để cho hai cặp này. Em đi với ai? Dạ, em đi với bố mẹ và bạn thân rồi. Dạ. Xin mời gia đình bên đằng gái. Kính chào hai MC Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ. Kính chào cháu trai trên kia. Dạ. Chào toàn thể khán giả trong trường quay. Tôi là bé bố của bé Hằng. Hôm nay được tham dự chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng với con gái. Hôm nay thì nói về phía con gái thôi thì trước mắt là tôi nói cái phim trước. Cháu là làm gì chậm. Đó, tính cộng tính. Còn về ưu điểm, cháu hiền lành, có hiếu với cha mẹ, chịu khó hiền lành, cẩn thận, tính gọn gàng. Đấy. Còn riêng cháu trai thì chú nhận xét như thế này. Đối với chú thì chú thấy là cháu là khỏe mạnh. Đó, khỏe mạnh. Khỏe mạnh thì mới làm ra vật chất về kinh tế được. Đó. Chứ còn riêng chú hỏi cháu là bây giờ cháu ở Đồng Nai, cháu ở tỉnh ở huyện nào? Cháu có ở huyện Tân Phú à? Thì chú nói cho cháu biết là gia đình chú thì được có hai đứa con gái. Là cháu Hằng là con gái đầu của chú. Dạ. Còn em gái thì hôm nay là cháu đi học quân sự nên không đi tới được với gia đình. Dạ. Thì hôm nay thì chú chỉ biết là nếu hai con mà có duyên với nhau thì cho một cơ hội để bấm nút. Thế thôi. Dạ. Rồi, trời ơi. Rồi, cảm ơn nhà trai. Cảm ơn bố. Rồi, mở rào ha. Mở rào. Mở rào. Bắt đầu đi em trai. Dạ. Trời. Em chào anh. Anh có muốn quà tặng em? Dạ, em cũng có muốn quà tặng anh. Rồi, cảm ơn em. Đâu đâu, coi mở quà đi cưng. Dạ, hai bên đều mở quà coi nào. Quà nha. Vui nhất là cái lúc mở quà. Cái này là cái vỏ gối em theo nha anh. Vỏ gối hình tranh theo. Cái này thì em mới thuê được 50% thôi, nhưng mà hy vọng sau này nếu mà về chung một nhà thì em sẽ thuê tiếp phần còn lại. Ok, thế cảm ơn em nhiều. Và anh cũng thấy nó rất là dễ thương. Dạ, và rồi, cũng hy vọng rằng sau này anh em cùng hợp tác lại và theo nốt tâm trạng. Dạ rồi, anh cảm ơn. Dạ. Rồi em mở quà của bạn gái ra đi. Dạ cho em. Đưa anh coi anh cất cho. Dạ. Phụ cho trợ lý tình yêu. Dạ, anh chào cô cũng quà của anh. Anh có một cái đồng hồ cũng gửi tặng em thì anh biết là em đã có rồi nhưng mà cũng vô tình thôi. Yeah. Nhưng mà anh muốn gửi tặng đến em. Để em cầm cho anh. Gì vậy? Cái đó là gì vậy? Ở bị ngược rồi, bị ngược rồi. Đồng hồ. Đồng hồ hả? Đúng rồi. Tại sao em lại tặng đồng hồ vậy? Dạ, nó cũng có cái ý nghĩa. Ừ, em nói ý nghĩa đi. Dạ, cái đồng hồ thì nó cũng có ý nghĩa là nó tượng trưng cho thời gian ạ. Và khi mà cái thời gian, em cũng muốn rằng là cái đồng hồ tượng trưng thời gian. Và khi mà em buồn hay là em có chuyện vui gì đó thì em có lúc em nhớ đến cái thời gian này để em có thể nhắn tin và gọi điện cho anh bất cứ lúc nào. Dạ, em cảm thấy cô đơn gì. Với thứ hai nữa là tượng trưng cho một cái cột mốc là ngày hôm nay là cái ngày gặp gỡ và ngày kỷ niệm gặp gỡ của hai đứa mình. À, em cảm ơn anh ạ. Thôi, trò chuyện cảm nhận về nhau đi. Dạ. Lần đầu tiên gặp mặt đó mình cảm nhận đối phương thế nào? Em nhìn nhận về anh thế nào về cái lần đầu tiên em nhìn thấy anh? Thì em thấy anh ngoại hình rất là đúng mong ước của em, là cao hơn em. Mà nhìn anh rất là hiền lành và chân thật. Dạ. Anh có gì muốn hỏi em không? Em có, anh thấy cái mẫu người của anh có giống với cái gu bạn trai tìm kiếm của em không? Không biết anh có bên đạo không anh ha? Anh thì không có bên đạo. Anh có hút thuốc không? Anh không hút thuốc. Có biết chơi thể thao không ạ? Nói chung là anh những cái môn về tệ nạn thì anh không có chơi. Nhưng mà anh chỉ chơi về các môn thể thao thì anh chơi rất là nhiều. Yeah. Em có thích xem đá banh không ạ? Dạ có ạ. Vậy hả? Rồi, ok. Đã có gì em với anh cùng xem chung. Đúng rồi. Anh rất thích là xem đá banh. Dạ. Nhất là những ngày cuối tuần. Dạ. Và khi có đội tuyển Việt Nam đá thì anh rất là thích.
Em cũng mê đội tuyển Việt Nam. Ok em, vậy là anh thấy chúng mình cũng có cái hợp cùng gu rồi đó, cùng gu rồi đó. Hiện đang anh đang ở Đồng Nai, em thì ở Hóc Môn, thì không biết thời gian hẹn hò như thế nào vậy anh? Anh thì công việc của anh cũng rất là nhiều, nhưng mà anh sắp xếp được hết mọi thứ, thì nếu như mình đến với nhau được thì một tuần anh có thể thăm em một lần. Và khi anh cũng ở rất là xa, không phải là ở gần đây, nên nếu mà mình đã quen nhau rồi, em có thể sắp xếp thời gian xuống cho anh thăm anh được. Dạ, nếu mà tình cảm đủ lớn thì có thể sắp xếp được ạ. Đúng rồi. Dạ. Cái quan niệm về tình yêu của em là sao? Em nghĩ nếu mà muốn một tình yêu mà như mình mong muốn á, thì nhất là mình phải biết chia sẻ với nhau, phải sống chân thật và chung thủy, phải có trách nhiệm nữa. Đúng thì rồi. Tình cảm mới lâu dài. Dạ. Anh cũng nghĩ như vậy. Dạ. Nếu mà người ta cưới nhau về đó thì tiền bạc ai giữ ha, rồi phát triển kinh tế làm gì, mình về đâu, có làm dâu hay không, mình bàn luôn đi. Em hiện tại giờ là em đang làm công việc gì em? Hiện tại em đang làm kế toán hả? Kế toán hả? Dạ. Chắc có lẽ là anh với em cùng nghề, anh cũng là kế toán nhưng mà anh lại không làm việc về nghề liên quan tới kế toán, tại vì anh về đang kinh doanh. Anh kinh doanh là anh kinh doanh tại nhà hay là anh phải đi thị trường? Anh kinh doanh tại nhà. Yeah. Có nghĩa là anh làm chủ đúng không? Anh làm chủ cái công việc kinh doanh của anh. Dạ đúng, đúng rồi. Không nè? Dạ đúng rồi. Nói chung là bạn này là bạn cũng là giám đốc á, giám đốc bản thân mình luôn á, ông chủ chứ ha, ông chủ thì đúng hơn, ông chủ. Bây giờ có nhà, có cửa, có đất, có đai để chuẩn bị lấy vợ chưa nè? Dạ đất thì cũng có, nhà thì em cũng có ở luôn. Dạ vì em cũng đang ở kinh doanh và em ở riêng với gia đình, chứ em không ở chung với gia đình. Là tức là em không có ở chung với gia đình hả? Dạ đúng rồi, tại vì em công việc kinh doanh của em thì ở một nơi và gia đình ở một nơi, nên em làm việc là em ở tại chỗ em làm việc luôn. Ở tại chỗ em làm luôn? Dạ, là cái rồi. Đó là cái nhà hay là cái đất? Dạ, em ở nhà đất luôn ạ. Ở nhà coi như là nhà và đất luôn. Dạ đúng rồi. Cha ông chủ giàu quá ông chủ ơi. Trên cái đất đó là có nhà luôn, có cả một cái công ty luôn đó, xí nghiệp chứ. Nếu mà phân bón. Dạ em là cái xưởng kho thôi. Thì ý là mình nói là về phân bón mình gọi là xí nghiệp, hiểu không? Còn về máy móc thì mình sẽ gọi là công ty, ví dụ vậy. Rồi, bây giờ là mình bước tới cô gái ha, mình nắm tay cô gái, mình hát bài nào đó để mình truyền cảm xúc, mình cảm nhận về nhau đi, để chúc mình dễ quyết định hơn. Đó. Dạ. Đúng rồi. Nói chung là cái lần đầu tiên gặp em á, thì anh thật sự là cũng rất là rung động về cái ngoại hình của em, và em nhìn em rất là dễ thương. Và anh cũng mong rằng chúng mình cho nhau cơ hội để tìm hiểu và đi đến một cái kết cục nó tốt hơn, tốt đẹp hơn. Hiện nay em có một trò chơi nhỏ dành tặng anh. Anh chỉ có hai câu trả lời, một là ơi hoặc là ừ. Em là người hỏi, còn anh là người trả lời. Rồi em ký ra câu anh hỏi. Ơi anh ơi anh có thấy em quen không? Có, là quen nãy giờ đó. Không, ý là trước đây anh đã có thấy em có quen không á? Có, anh có, hình như là anh có một cái gọi là có một giác quan nào đó là anh gặp gỡ em từ lúc nào. Chứ em là nhìn thấy anh quen lắm á, vì nhìn anh rất giống con rể tương lai của mẹ em. Trời ơi đó. Trời ơi. Cô bé này dí dỏm lắm nghe. Và em cũng có một bài hát, tự nhiên em nhớ tới thôi, thì em không nhớ cái tựa đề nhưng mà em sẽ hát luôn nha. Rồi. Dạ. Từ khi anh nói chỉ yêu mình em, cuộc sống trong anh bỗng nhiên đổi thay đẹp sao. Được yêu em, thương em, đắm say trong hạnh phúc là một ước mơ bao nhiêu lâu anh thầm mong. Vì mình sinh ra là dành cho nhau, tìm cả thế giới chẳng có ai yêu em bằng anh. Hãy bước qua mọi buồn vui khó khăn để có nhau ngày sau. Trời ơi. Ê, tôi thấy lên đây. Tôi ông bắt tay cái tôi thấy tôi với ông gây lộn nhau có hiệu quả chứ sợ luôn. Phải không? Thật sự luôn. Thôi mình cứ gây nhau đi nhé. Rồi vậy đi. Hai bạn về. Hai đứa dễ thương đi quá. Thiệt. Bạn này rất chân thành. Khi mà bạn hát là chị thấy cái sự chân thành à. Mà em thì vô cùng duyên dáng và dí dỏm. Nói thật sự là như vậy. Thôi để tay về ghế đi. Chúng ta để tay mình nút bấm và đi đến quyết định. Bên tay trái. Đây cơ. Chương trình là đã chọn hồ sơ theo yêu cầu của các bạn. Cả ngàn hồ sơ mới ghép được một hồ sơ với nhau. Một cặp đôi với nhau như vậy là chúng ta đã có duyên rồi. Vấn đề có nợ hay không, ngay bây giờ các bạn sẽ quyết định điều đó.
bấm nút là phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Bấm nút để chúng ta hướng tới một tương lai, chứ phải bấm nút để đi uống cà phê. Thế đó, kiểm tra lại cảm xúc của mình nha các bạn. Nếu mà mình thấy nếu được, mà mình thấy đủ rồi á, thì mình bấm. Cứ bấm, mình không cần chờ đếm luôn á. Trong khi ông thầy, ông thuyết giáo gì kệ ông đi, mà mình thấy đủ rồi là mình bấm một cái cạch. Thích thì mình bấm đó, không thích thì không cần bấm rồi. Để nút bấm nó cho người khác. Bắt đầu đếm. 1, 2, 3. Đó, tôi nghe hai cái cạch rồi. Yên tâm rồi. Chúc mừng. Nào, nắm tay nhau. Xin phép cho gia đình, cho tụi con bắt đầu hẹn hò với nhau, tìm hiểu với nhau và hứa cái gì với gia đình đến đó. Có cả, có cả bố mẹ luôn nè. Dạ, con xin phép cho con xin phép gọi là cô chú à. Thì cũng là cái duyên gặp gỡ chương trình, thì con gặp biết được đến bé và gia đình. Thì con cũng mong rằng gia đình và bé cũng tạo cho tụi con có những cái cơ hội để gặp gỡ và hẹn hò và đi đến được hôn nhân được, thì là một cái kết quả rất là tốt, rất là mỹ mãn. Rồi, xin phép bố mẹ cho hung em luôn, hung trên má của em. Dạ, em xin phép gia đình cho hung bé một cái à. Em nghĩ hết. Dạ. Rồi, thiệt là đáng yêu luôn á, thực sự. Em gái cảm giác thế nào? Thấy nó lần lần mới ấm áp hả? Ôi, lần lần mới ấm áp thôi, thế là đủ rồi. Hai bạn đã có cái nhìn chạm vào nhau rồi đó. Vấn đề chúng ta chăm sóc cái cảm xúc đó, chăm sóc cái ngày gặp gỡ ngày hôm nay. Anh nghĩ rằng tất cả mọi thứ sẽ thăng hoa và các bạn sẽ tìm ra cái chân lý của hạnh phúc nha. Dạ, em cảm ơn anh rất nhiều. Chúc hai em sẽ sớm thông báo tin vui chúng tôi.